Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 82. Không còn nghi ngờ gì nữa, tàn hồn của hung thú Thao Thiết đã bị Bình Càn Khôn hấp thụ luyện hóa. Ánh sáng ngũ sắc cực kỳ chói mắt, trong lúc mơ hồ dường như Dương Bách Xuyên nhìn thấy được ba mảnh vỡ thiên trảm xung quanh cơ thể hung thú Thao Thiết bắn ra ba luồng sáng như nước chảy, liên tục tiến vào cánh tay của hắn. Chính xác mà nói, là vào trong Bình Càn Khôn. Lúc này Dương Bách Xuyên có thể chắc chắn rằng, mảnh vỡ thiên trảm thật sự có sức mạnh to lớn, mà Bình Càn Khôn xuất hiện, tất nhiên cũng là vì đã cảm nhận được sức mạnh của mảnh vỡ thiên trảm. Còn tàn hồn của hung thú Thao Thiết, có vẻ như bị Bình Càn Khôn tiện thể hấp thụ. Hồi tưởng lại quá khứ, sức mạnh mà Bình Càn Khôn hấp thụ càng ngày càng gian xảo, từ lần đầu tiên tiến hóa thăng cấp, Bình Càn Khôn chỉ hấp thụ chân khí, sau đó là sức mạnh của linh thạch, sau đó là đá căn nguyên. Lần cuối cùng là hấp thụ La Phù Động Thiên, quái vật đầu người mình ngựa do trời đất sinh ra. Kể từ sau lần đó, Bình Càn Khôn không hấp thụ bất kỳ sức mạnh nào nữa, nhưng mỗi lần hấp thụ đều là một lần tiến hóa, sức mạnh hấp thụ được cũng càng lúc càng mạnh. Sức mạnh hấp thụ được lần này là sức mạnh của mảnh vỡ thiên trảm, còn nhân tiện hấp thụ cả tàn hồn của hung thú Thao Thiết. Mảnh vỡ thiên trảm là gì? Khi đó Hóa Thê Lương, người được gọi là sứ giả biên giới của Sơn Hải giới cũng đang tìm kiếm thứ này, trải qua thiên tỷ của vương triều Sơn Hải của Sơn Hải giới cổ đại, nghe có lời đồn rằng có được thiên tỷ của vương triều Sơn Hải là có thể lấy được kho báu của Sơn Hải giới. Hơn nữa theo những gì Diệp Vô Tâm và Hạ Thiền đã nói, vương triều Sơn Hải dùng thiên tỷ để chống lại thế giới bên ngoài, kẻ thù bên ngoài này rất có thể là thế lực tông môn mà Hóa Thê Lương đang ở, là thế lực siêu nhiên của tu chân giới, dùng thiên tỷ để chống lại thần tiên. Đủ loại lời đồn đều cho thấy thiên tỷ có sức mạnh phi phàm, đáng tiếc cuối cùng vỡ thành mảnh vụn, trở thành mảnh vỡ thiên trảm như bây giờ. Từ trước đến nay, thiên tỷ chính là bảo vật tối cao, sức mạnh chứa đựng bên trong chắc chắn cao hơn cả đá căn nguyên, cho nên Bình Càn Khôn mới phát huy sức mạnh. Hiện giờ Dương Bách Xuyên rất mong đợi, sau khi Bình Càn Khôn hấp thụ ba mảnh vỡ thiên trảm và tàn hồn của hung thú Thao Thiết sẽ tiến hóa đến mức độ nào. Hoặc là... Điều mà Dương Bách Xuyên càng mong đợi hơn chính là, lần này sau khi Bình Càn Khôn tiến hóa, sư phụ Vân Thiên Tà có thể tỉnh lại không? Ông đã ngủ say lâu lắm rồi, lâu đến nỗi Dương Bách Xuyên rất lo lắng cho ông, càng nhớ ông hơn. Bây giờ hắn có cảm giác tu vi của mình đã tới đỉnh điểm mà tu sĩ Sơn Hải giới có thể tu luyện, nếu muốn đột phá ở bước tiếp theo, nhất định phải rời khỏi Sơn Hải giới, đến tu chân giới. Việc sư phụ có thể tỉnh lại hay không? Đối với hắn mà nói vô cùng quan trọng. Đến một thế giới rộng lớn thần bí, nói không nóng lòng là giả, vậy nên Dương Bách Xuyên rất mong đợi sự thức tỉnh của sư phụ. Lần này Bình Càn Khôn xuất hiện cứu mạng hắn, hấp thụ sức mạnh của mảnh vỡ thiên trảm và hung thú Thao Thiết, tất nhiên là một lần tiến hóa của Bình Càn Khôn, cũng báo hiệu sư phụ Vân Thiên Tà bắt đầu thức tỉnh. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên vô cùng kích động. Hơn trăm năm qua không có sư phụ chỉ điểm. Tuy hắn có căn cơ vững chắc hơn những tu sĩ cùng cấp bội phần, nhưng làm gì cũng cảm thấy có chút gò bó. Hắn biết, tất cả đều là vì trên con đường tu luyện này hắn đang mò mẫm tiến về phía trước, có sư phụ dạy và không có sư phụ dạy hoàn toàn khác nhau. Sức mạnh cuồn cuộn không ngừng tiến vào Bình Càn Khôn trên cánh tay trái, theo thời gian, tiếng gầm rú của hung thú Thao Thiết cũng dừng lại. Khoảng nửa canh giờ sau, một tiếng nổ lớn nặng nề vang lên. Ánh sáng ngũ sắc tan biến. Cơ thể Dương Bách Xuyên chậm chậm rơi xuống đất. Tàn hồn của hung thú Thao Thiết hóa thành hư vô, ba mảnh vỡ thiên trảm hóa thành bụi. Hình vẽ Bình Càn Khôn trên cánh tay trái khôi phục như lúc đầu. Nhưng toàn thân Dương Bách Xuyên đều đang run rẩy, hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của sư phụ. Cảm giác quen thuộc trước kia đã quay trở lại. Mai Tỷ biến lại thành người đứng bên cạnh Dương Bách Xuyên. Nhìn thấy cơ thể Dương Bách Xuyên đang run lên, còn tưởng hắn bị ảnh hưởng từ hung thú Thao Thiết. Lúc nãy nàng ấy cũng nghĩ rằng đã xong đời rồi, nhưng sau đó nàng ấy lại phát hiện trên người Dương Bách Xuyên tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, sau đó các loại hao mòn sức lực đều dừng lại, mặc dù nàng ấy không rõ sao lại như vậy, nhưng nàng ấy cũng mơ hồ đoán được là chuyện tốt, nhất định có liên quan đến Dương Bách Xuyên. Nàng ấy và Dương Bách Xuyên đều không sao. Nhưng trong nháy mắt, cả người Dương Bách Xuyên lại run rẩy, không nhịn được hỏi, Xuyên tử, đệ không sao chứ?
Dương Bách Xuyên hoàn hồn nói, Mai tỷ, ta không sao, là chuyện tốt, tỷ về không gian bình càn khôn trước đi. Mai tỷ sửng sốt, mặc dù có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng nghe Dương Bách Xuyên bảo mình trở về, nàng ấy cũng không nhiều lời, nàng ấy biết. Dương Bách Xuyên rất thần bí, hắn là một người đầy bí ẩn, có một số chuyện hắn không nói, nàng ấy không nên hỏi thì hơn. Đợi sau khi Mai tỷ trở lại không gian bình càn khôn, Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi run giọng hỏi, sư phụ, người đã tỉnh lại chưa? Thằng nhóc đáng ghét này, không để cho vi sư ngủ một giấc, vừa tỉnh lại đã gọi rồi. Một tiếng mắng lười biếng vang lên. Nhưng Dương Bách Xuyên nghe đến hai mắt lưng tròng. Giọng nói này quả thật là giọng của sư phụ Vân Thiên Tà. Nhớ lại năm đó, trận chiến ở thành Yêu Quang, sư phụ vì hắn mà chìm vào giấc ngủ say, không thể tỉnh lại. Mà hiện giờ, qua hơn trăm năm, cuối cùng hắn cũng được nghe lại giọng nói của sư phụ. Trong lòng kích động đến khó tả. Một tiếng thằng nhóc đáng ghét, lọt vào tai Dương Bách Xuyên tựa như âm thanh của thiên nhiên. Sư phụ tỉnh lại, hắn hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hơn trăm năm nay, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên vẫn luôn hy vọng sư phụ có thể tỉnh lại. Hắn cũng luôn nghĩ cách, thử đánh thức sư phụ, nhưng vẫn là không có cách nào đáng tin. Thần hồn của sư phụ ở trong bình càn khôn, lại là thần hồn của thập nhị kiếp chí tôn tán tiên, hắn càng không có cách nào có thể giúp sư phụ tỉnh lại. Mấy năm nay hắn cũng vẫn luôn chờ đợi bình càn khôn có thể tiếp tục hấp thụ sức mạnh để tiến hóa, nhưng trăm năm qua, hắn đã tìm kiếm đủ các loại sức mạnh, bình càn khôn đều thờ ơ, không có dấu hiệu hấp thụ. Dương Bách Xuyên cũng biết khẩu vị của bình càn khôn rất cao, sức mạnh hấp thụ mỗi lúc một mạnh, cho nên hắn quả thật rất bất lực. Để bình càn khôn hấp thụ sức mạnh, cũng có nghĩa là bình càn khôn có thể tiếp tục tiến hóa sinh cơ, mà bình càn khôn tiến hóa thăng cấp, thần hồn của sư phụ trong bình càn khôn tự nhiên sẽ được hưởng lợi, đến lúc đó sư phụ sẽ có cơ hội tỉnh lại. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng hơn trăm năm qua, bình càn khôn giống như một ông già khó tính vậy, căn bản không để ý tơ hắn. Hôm nay đối với hắn mà nói là trong cái rủi có cái may, bị Quan Thiên Ngạo hấp dẫn, tiến vào điện cổ. Cũng là tiến vào cơ thể của hung thú thao thiết, vào đại sảnh trong đầu lâu, không ngờ không chỉ gặp phải tàn hồn của hung thú thao thiết mà còn có ba mảnh vỡ thiên trảm. Cũng chính là vì tàn hồn của hung thú thao thiết muốn luyện hóa hắn, bình càn khôn mới chủ động xuất hiện. Hoặc là nói, bình càn khôn đã lâu không có động tĩnh bị sức mạnh của mảnh vỡ thiên trảm hấp dẫn nên mới ra tay. Không, bình càn khôn hấp thụ sức mạnh của mảnh vỡ thiên trảm trong truyền thuyết. Thứ mà sứ giả biên giới cũng muốn có cắn nuốt sức mạnh tàn hồn của hung thú thao thiết, tiến hóa thăng cấp một cách bất ngờ nhưng lại rất hợp tình hợp lý. Đây cũng là bước tiến hóa thăng cấp của bình càn khôn sau hơn trăm năm. Mà lần này đối với Dương Bách Xuyên mà nói, lợi ích lớn nhất là ở chỗ, khiến hắn cảm nhận được sự tồn tại của sư phụ Vân Thiên Tà một lần nữa. Giọng hắn run rẩy, một câu sư phụ người tỉnh rồi sao? Ẩn chứa biết bao nhớ nhung, lo lắng. Mong đợi của Dương Bách Xuyên đối với sư phụ Vân Thiên Tà hơn trăm năm qua. Đương nhiên còn có cả khổ sở, trước kia tu luyện có sư phụ bên cạnh, lo lắng của hắn có hạn, luôn cho rằng tốt xấu gì cũng có một sư phụ thần tiên, chuyện gì không làm được thì đã có sư phụ, hắn làm gì cũng không hề kiêng dè. Mãi đến sau khi sư phụ hoàn toàn ngủ say, Dương Bách Xuyên trải qua thăng trầm hơn trăm năm mới biết được gian khổ, không có sư phụ bên cạnh. Mỗi lần đối diện với kẻ thù mạnh đều như đi trên băng mỏng. Trong chuyện tu hành cũng không có ai chỉ điểm, sự khổ sở này chỉ có mình hắn biết. Hơn nữa còn phải gánh vác cả an nguy của Vân Môn hơn trăm ngàn đệ tử, hắn quá áp lực, quá khổ sở, quá phiền muộn, quá nhớ nhung. Cho đến khi nghe thấy một tiếng thằng nhóc đáng ghét, Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng không kìm được những giọt nước mắt nóng hổi. Sư phụ, lão già đáng ghét. Cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Lúc này, Dương Bách Xuyên tựa như cô nhi lưu lạc đầu đường xó chợ về bên cạnh mẹ, tất cả cảm xúc đều vỡ òa. Trong lòng có rất nhiều lời muốn nói. Một tiếng thở dài vang lên, được rồi, thằng nhóc đáng ghét, đàn ông đổ máu không đổ lệ, nhiều năm như vậy rồi, con có thể tu luyện đến phân thần cảnh sơ kỳ, vi sư rất mừng cho con, có thể nói ra những lời này cũng chứng tỏ con đã lớn rồi. Vi sư ngủ say xem ra rất đúng, ít nhất cũng để con hiểu được, làm việc phải dựa vào bản thân mới có thể trưởng thành,
chứ không phải ỷ lại vào vi sư một cách mù quáng. Không tệ, chỉ trong 179 năm ngắn ngủi mà có thể tiến vào phân thần cảnh sơ kỳ, coi như không tệ, nhưng không được lơ là, con đường tu chân dài vô tận, tu vi hiện giờ của con trong một thế giới nhỏ có thể xưng một tiếng cao thủ, nhưng đến khi con tiến và tu chân giới, cảnh giới này chỉ mới là bắt đầu, cần phải tiếp tục cố gắng. Dương Bách Xuyên lau nước mắt trên khóe mắt, khôi phục cảm xúc, cụp mắt nói, lão già đáng ghét, con còn tưởng rằng người sẽ không thể tỉnh lại nữa. May mà hôm nay Bình Càn Khôn hấp thụ mảnh vỡ thiên trảm, cắn nuốt tàn hồn hung thú thao thiết, người mới tỉnh lại, nếu không con còn nghĩ phải nhanh chóng đến tu chân giới để nghĩ cách, bây giờ xem ra không cần nóng lòng như vậy nữa rồi, ha ha. Thằng nhóc khốn kiếp, vừa mới khen con hai câu con đã lười biếng rồi. Tu chân giới không thể không đến, vi sư thấy Sơn Hải giới này cũng chỉ là kết thúc của phân thần cảnh, con phải nhanh chóng đến tu chân giới, con có biết đặc điểm tu luyện của phân thần cảnh là gì không? Vân Thiên Tà mắng hỏi. Dương Bách Xuyên đảo mắt nói, đương nhiên biết, con nghe Mạnh lão đầu nói rồi, phân thần cảnh ngoài tu luyện thân ngoại phân thân, đồng thời còn có thể hóa thân năm đại phân thân của thiên địa ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Ha ha, đúng là ếch ngồi đáy giếng, con đường tu chân, bắt đầu từ con số 0, luyện khí, rồi đến thành tựu kim đan, rồi kết thành nguyên anh, suy cho cùng đều là giai đoạn của tu luyện linh khí thiên địa hóa chân nguyên. Chỉ có đến giai đoạn phân thần cảnh mới là một khởi đầu mới, phân thần cảnh không chỉ là tu luyện chân nguyên, mà còn là giai đoạn tiếp xúc tu luyện thần hồn. Nếu nói tu luyện chân nguyên là giai đoạn tu luyện thứ nhất, vậy tiếp xúc thần hồn là giai đoạn tu luyện thứ hai, không phải đơn giản, sức mạnh có thể thông hiểu phát huy vượt xa tưởng tượng của con nhiều. Chỉ mỗi phân thần cảnh đã vượt xa tưởng tượng của con rồi, con, hoặc là tu sĩ của thế giới này xem ra cũng chỉ biết mỗi phân thân ngũ hành. Tu luyện của phân thần cảnh cao thâm hơn, thậm chí là cảnh giới sau phân thần cảnh đều hoàn toàn không biết. Phân thần cảnh không chỉ có thể tu luyện phân thân ngũ hành, mà ngoài ngũ hành ra, người có căn cơ thâm hậu, nhiều nhất có thể tu luyện ra 9 đại phân thân, là ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, cùng với phong, lôi, âm, dương, tổng cộng 9 đại phân thân, con nói xem 5 phân thân mạnh hơn hay 9 phân thân mạnh hơn. Hơn nữa. 9 phân thân này đều từ nguyên thần máu huyết của chính mình tách ra luyện thành, ngoại trừ sơ kỳ còn có phân thân luyện hóa từ bảo vật của thiên địa, giống như Bình Càn Khôn hấp thụ linh khí của con vậy, linh vật được thiên địa sinh ra có thể luyện thành phân thân, những phân thân này hoàn toàn độc lập, không ảnh hưởng đến bản thể, mới là sức mạnh chân chính. Cho nên tu luyện của phân thần cảnh rất rộng rãi sâu sắc, dùng máu huyết tu luyện gọi là thân ngoại phân thân cao nhất là tu luyện thành 9 đại phân thân. Mỗi một phân thân có thể đại diện cho một sinh mạng. Phân thân dùng tinh hoa đất trời luyện thành gọi là pháp ngoại phân thân, có thể coi là một bước tiến lớn, nhưng phải tự mình tu luyện. Nhưng dù là tu luyện tứ đại phân thân lôi phong âm dương nằm ngoài thân ngoại hóa thân ngũ hành, hay là tu luyện phân thân độc lập của pháp ngoại hóa thân, đều vô cùng khó khăn, một cái cần phải tới một địa điểm đặc thù mới có thể tu luyện, một cái cần phải có bảo vật trời đất đặc thù mới có thể luyện thành. Nhưng mà muốn tu luyện nhiều phân thân cần phải có một điều kiện tiên quyết, căn cơ phải thật vững chắc, nói cách khác, trong giai đoạn đầu của phân thần cảnh căn cơ nhất định phải vững chắc, rất nhiều người không hiểu huyền cơ của nó, chỉ muốn đột phá, sau khi tu luyện tới phân thần cảnh sơ kỳ, chỉ cần có cơ hội liền đánh sâu vào phân thần cảnh trung kỳ, hậu kỳ. Như vậy là đã bỏ lỡ cảnh giới hoàn mỹ thực sự của phân thần cảnh, cảnh giới phân thần cửu tôn, căn cơ vững chắc, nhiều nhất cũng chỉ tu luyện thành ngũ hành phân thân. Tư chất bình thường cũng chỉ được 2-3 phân thân mà thôi. Mà tu sĩ đạt được cảnh giới phân thần cửu tôn ở giai đoạn phân thần cảnh, là bất khả chiến bại với những người đồng cảnh giới, thậm chí có thể vượt qua cả tu sĩ ở hợp thể cảnh. Đỉnh cao của tu luyện phân thần cảnh, đó là hợp nhất phân thân, tiến vào cảnh giới tiếp theo hợp thể cảnh. Con nói xem, một tu sĩ có 5 phân thân hợp thể, có thể mạnh hơn một tu sĩ có 9 phân thân hợp thể sao? Vậy nên, bây giờ con không nên nóng lòng đột phá, mau chóng tiến vào tu chân giới, đợi đến tu chân giới, vi sư sẽ đưa con đi luyện cảnh giới cửu tôn, đồ đệ của Vân Thiên Tà ta không thể để ta mất mặt được, đỡ sau này trở về bị người ta chê cười, tiểu tử, con nhớ kỹ cho ta, không được lơ là một giây phút nào, mau xử lý xong chuyện trước mắt, đến tu chân giới, hiện giờ con đã sắp kết thúc phân thần cảnh sơ kỳ rồi, nhất định phải tạo căn cơ vững chắc trước khi đột phá, vi sư cho con mục tiêu là cảnh giới cửu tôn. Vân Thiên Tà nói một tràng dài,
Dương Bách Xuyên nghe đến trợn mắt há mồm, nhưng cũng đã mở ra cho hắn một cánh cửa tu luyện mới. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, phân thần cảnh còn có thể có nhiều trò như vậy. Nhưng sau đó hắn chợt nghĩ, hiện tại mảnh vỡ thiên trảm đã bị bình càn khôn hấp thu, làm sao có thể thông qua thiên trảm? Không nhịn được hỏi, sư phụ, Sơn Hải thiên trảm không có mảnh vỡ thiên trảm, sao có thể qua được? Con nghe nói không có mảnh vỡ thiên trảm, cố gắng đi qua cũng không dễ dàng. Hừ, mảnh vỡ thiên trảm cái gì chứ? Chẳng qua là pháp tắc do một số tán tiên không biết xấu hổ trong giới tu chân đặt ra để trấn áp sự phát triển của tu sĩ trong một thế giới mà thôi. Có lẽ chỉ có những kẻ đạo đức giả không biết xấu hổ đó trong giới tu chân mới làm như vậy. Đừng lo lắng, phá vỡ nó coi như làm điều tốt cho thế giới này. Ồ, theo lời của sư phụ, dường như người quen biết thế lực bố trí thiên trảm ở Sơn Hải giới. Dương Bách Xuyên nghe lời nói bá đạo của sư phụ xong, không nhịn được hỏi. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, một số việc chờ đến tu chân giới vi sư sẽ chậm rãi nói cho con biết, hiện giờ biết cũng không có lợi gì cho con, tóm lại con không cần lo lắng mảnh vỡ thiên trảm kia nữa, đến lúc đó chỉ cần đánh qua là được. Vân Thiên Tà đã không định nói cho Dương Bách Xuyên biết chuyện này. Thấy sư phụ không muốn nói, Dương Bách Xuyên cũng không hỏi. Nhưng hắn nghĩ tới một chuyện, nói, sư phụ, năm đó con đại náo thành yêu quang. Là Hóa Thê Lương đưa con ra khỏi Sơn Hải giới, mà Hóa Thê Lương là sứ giả biên dơ, như vậy xem ra Hóa Thê Lương chính là người bảo vệ thiên trảm, chẳng lẽ đến lúc đó chúng ta phải động thủ với Hóa Thê Lương? Không nói con có thể đánh bại Hóa Thê Lương hay không, về phương diện khác mà nói, năm đó Hóa Thê Lương đưa con về trái đất, cũng coi như tránh bị ba đại môn phái năm đó đuổi giết, đối đầu với Hóa Thê Lương liệu có ổn không? Con còn nhớ năm đó vi sư nói với con. Nếu lại gặp phải Hoắc Thê Lương, phải cẩn thận một chút. Vân Thiên Tà hỏi. Dương Bách Xuyên ngơ ngác gật đầu, con nhớ rõ. Nhưng hắn lại có chút mơ hồ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vân Thiên Tà nói, cái kia Hóa Thê Lương đưa con trở về trái đất chưa chắc là có lòng tốt, có một số việc, chỉ có lần sau gặp lão ta mới có thể xác nhận. Thôi, chuyện này để nói sau, bây giờ vi sư sẽ nói cho con nghe vấn đề tu luyện trước mắt của con. Dương Bách Xuyên gật đầu, cũng đúng, con thực sự có rất nhiều câu hỏi và nghi ngờ về tu luyện của mình, chân khí và linh thức của con bây giờ cao hơn gấp 10 lần so với các tu sĩ cùng cấp, lại tu luyện kiếm kỹ toàn phong và kiếm trận hắc liên, uy lực đều khá tốt, nhưng khi sử dụng chúng, luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó, khi đối đầu với những người khác, lại phát hiện uy lực cũng không mạnh hơn bao nhiêu, sư phụ, đây là vì sao vậy? Đó là bởi vì con thiếu khí thế, nói trắng ra là... Tâm của con không đủ lớn, kiếm kỹ cũng là một loại thần thông, bất kỳ kỹ năng chiến đấu thần thông nào cũng phải xem trọng khí thế chi tâm, trong thế giới của con có câu gì mà, tâm lớn bao nhiêu thì vũ đài lớn bấy nhiêu, có thể chứng minh sự quan trọng của khí thế chi tâm đối với kỹ năng chiến đấu. Bất kỳ kỹ năng chiến đấu thần thông nào mà không có khí thế chi tâm, cho dù con tu luyện kỹ thuật chiến đấu tối cao trên thế giới cũng vô dụng, có tâm đoạt lấy sông núi, có tâm hái sao vất trăng, có tâm trấn thiên địa. Cho dù tu luyện kỹ năng chiến đấu thần thông bình thường cũng có thể phát huy ra uy lực hủy thiên diệt địa. Vân Thiên Tà giải thích nói. Vậy thì làm sao ta có thể có được khí thế chi tâm? Dương Bách Xuyên nửa hiểu nửa hỏi. Muốn có khí thế chi tâm, chỉ có hai cách, một là quan sát trời đất, núi sông, hiểu rõ linh khí trong đó, vận dụng cho mình. Ví dụ như trong hiện tượng tự nhiên 9 ngày mưa gió sấm chớp đều chứa đựng khí thế vô hình, có thể lĩnh ngộ một hai trong số chúng. Quan sát và lĩnh ngộ trợ giúp rất lớn đến việc tu luyện kỹ năng chiến đấu thần thông, nhưng loại lĩnh ngộ này phụ thuộc vào thiên phú và lĩnh ngộ, không thể cưỡng cầu. Thứ hai, suy nghĩ trong lòng, có thể phát huy, so với loại thứ nhất, loại thứ hai tương đối dễ dàng, bởi vì những gì con nghĩ trong lòng đều nằm trong tầm tay của con, và con có thể nghĩ về nó bất cứ lúc nào, con phải nghĩ khi con đạp kiếm ra ngoài, phải một kiếm đâm trúng kẻ địch, phải chém đứt một ngọn núi. Phải làm cho nước sông Trường Giang và Hoàng Hà cạn khô. Đây chính là khí thế của việc suy nghĩ trong lòng, thích hợp với bất kỳ kỹ năng chiến đấu nào, nếu như có thể dung hợp hai cách này lại, uy lực sẽ tăng lên một bậc, tuy rằng khó khăn, nhưng trọng điểm của khí thế là thông qua tích lũy hàng ngày, hai cách này có thể làm được cái nào cũng đều có ích cho việc tu luyện kỹ năng chiến đấu thần thông. Trước mắt con chỉ cần nhớ kỹ, ra trận nhất định phải mạnh như trẻ tre, một lòng giết địch hơn là thắng thua.
với căn cơ vững chắc của con, quan sát tự nhiên đợi đến tu chân giới, vi sư có rất nhiều nơi để con tôi luyện. Sau khi sư phụ nói xong, Dương Bách Xuyên đột nhiên cảm thấy như được khai sáng. Bây giờ nghĩ kỹ lại, lúc hắn xuất kiếm, quả thực thiếu khí thế, rõ ràng là bất kể là kiếm kỹ toàn phong hay kiếm trận hắc liên có thể tu luyện đến mức nào thì hắn đã tu luyện đến mức đó, nhưng trong bí cảnh lần này, đối mặt với những người được gọi là thiên tài vẫn không đạt được hiệu quả chiến đấu mong muốn. Còn thường bị khống chế, luôn có một loại cảm giác không thoải mái, hiện giờ nghe sư phụ giải thích như vậy, Dương Bách Xuyên bỗng nhiên hiểu được. Thì ra vấn đề là ở chỗ này, cũng âm thầm cảm thán, có sư phụ có khác, càng khâm phục sự chỉ dạy của sư phụ, nói mấy câu liền có thể tìm ra vấn đề trong việc tu luyện. Sau khi hỏi thêm một số câu hỏi về tu luyện, Dương Bách Xuyên đã sẵn sàng rời đi, mặc dù Quan Thiên Ngạo đã chết nhưng Hạ Thiền, người được Quan Thiên Ngạo giấu ở đâu đó trong bí cảnh thao thiết này thì vẫn phải tìm. Mục đích chính lần này là giết Quan Thiên Ngạo để tránh những rắc rối trong tương lai, không để lại tai họa cho bản thân và Vân Môn. Mặc dù Quan Thiên Ngạo bất ngờ chết trong tay tàn hồn của hung thú thao thiết, nhưng chung quy thì mối họa này đã chết, mục đích của Dương Bách Xuyên xem như đạt thành. Đối với việc không thể tìm ra nơi Hạ Thiền đang trốn từ miệng Quan Thiên Ngạo, Dương Bách Xuyên không lo lắng, sau khi sư phụ tỉnh dậy, loại chuyện này đối với sư phụ mà nói chỉ là một vấn đề nhỏ. Sau khi đứng bên cạnh Quan Thiên Ngạo vài giây, sư phụ nói rằng ông đã lấy cảm nhận được hơi thở của một người khác từ Quan Thiên Ngạo, sau khi xác minh, Dương Bách Xuyên chắc chắn rằng đó là hơi thở của Hạ Thiền, vậy thì đơn giản rồi, đợi sau khi rời khỏi đây, tự nhiên có thể tìm được Hạ Thiền trong bí cảnh thao thiết. Trước khi đi, Dương Bách Xuyên đương nhiên không quên đại đao tiên bảo mà Quan Thiên Ngạo đã cướp được. Cầm trong tay, Dương Bách Xuyên hỏi sư phụ, cái gọi là tiên bảo này rốt cuộc có phải là tiên khí không? Sư phụ, thanh đao này phát ra khí tức vượt qua sức mạnh của người tu chân. Vượt qua cả khí tức của tiên thiên linh bảo trong bảo khố, hơn nữa còn có thể dùng ý niệm điều khiển, là tiên khí đúng không? Tiên khí cái quỷ gì, tiểu tử con cho rằng tiên khí là cải thảo, để mặc con tùy tiện sở à? Vân Thiên Tà khinh thường nói. Không phải tiên khí sao, nhưng rõ ràng khí tức vượt qua pháp khí tiên thiên linh bảo mà. Dương Bách Xuyên nghi hoặc. Chỉ nghe Vân Thiên Tà nói, cùng lắm cũng chỉ là pháp khí do tán tiên luyện thành mà thôi, sao có thể là tiên khí? Mà nó cũng chỉ là pháp khí của tán tiên bậc hai luyện chế mà thôi, sở dĩ uy năng vượt qua hơi thở của một người tu luyện trong nhận thức của con, đó là bởi vì sức mạnh trong cơ thể của tán tiên thực sự cao hơn chân khí, được gọi là nguyên lực tán tiên, hay còn gọi là địa tiên khí, loại sức mạnh này cao hơn chân khí, nhưng thấp hơn chân khí chân chính. Cho nên cái mà con cho là tiên khí, nói chính xác thì nên gọi là địa khí, bởi vì tán tiên ở một mức độ nào đó ở trên người tu chân, lại ở dưới tiên nhân chân chính, tu chân giới gọi tán tiên là địa tiên, pháp khí tán tiên luyện thành gọi là địa khí, tiên khí tồn tại rất ít, cả tu chân giới cũng không được bao nhiêu. Sau khi nghe sư phụ tự thuật, Dương Bách Xuyên chợt hiểu ra, liền hỏi, sư phụ, theo lời người nói. Cường giả chân chính thống trị tu chân giới là địa tiên cũng chính là tán tiên. Con có thể hiểu như vậy, Vân Thiên Tà nói. Sư phụ, người nói cho con biết một chút về tán tiên đi. Cả cảnh giới tu chân nữa, Dương Bách Xuyên hỏi. Vân Thiên Tà mắng một tiếng, nói, bây giờ con chỉ mới là phân thần cảnh nhỏ bé mà thôi, hỏi nhiều như vậy làm gì, sau phân thần cảnh, chính là hợp thể cảnh, còn cảnh giới cao hơn. Đợi đến khi nào con tu luyện tới rồi nói sau, tán tiên ở tu chân giới được gọi là địa tiên, cũng là một sự tồn tại đặc biệt, bây giờ con không cần phải biết, hỏi làm gì, được rồi, không còn gì nữa thì đừng phiền ta, cứ vậy đi. Sau đó, Vân Thiên Tà biến mất không nói gì nữa. Dương Bách Xuyên trợn mắt và nguyền rủa, lão già đáng ghét này. Nhưng vì là sư phụ nên hắn cũng không thể làm gì được, nhưng sau khi tiếp thu một đống kiến thức, thứ gọi là tiên bảo đại đao trong tay, trong miệng sư phụ hóa ra là pháp khí được tán tiên bậc hai chế thành. Nếu như vậy, năm thứ khác mà Ngô Mặc Thu đoạt được cũng là pháp khí tán tiên bậc hai luyện thành, mà tiên phù mà hắn lấy được, khí tức cao hơn tiên bảo đại đao một bậc, có thể là pháp khí do tán tiên bậc một luyện thành. Nhưng dựa theo lời sư phụ nói, pháp khí tán tiên luyện thành đều có một cách gọi, là địa khí, vì ở tu chân giới, tán tiên được gọi là địa tiên. Dương Bách Xuyên còn lấy được một chiếc nhẫn từ trên người Quan Thiên Ngạo,
tiện tay ném vào không gian bình càn khôn, tiếc nuối duy nhất là sợi dây có thể biến hóa trên ngón tay Quan Thiên Ngạo đã biến mất, bây giờ nghĩ lại có lẽ là bị hung thú Thao Thiết ăn mất rồi. Đó chắc hẳn cũng là một tiên bảo của tán tiên bậc một. Nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ lại thứ lấy được từ người Quan Thiên Ngạo cũng không tệ lắm, một bộ cờ luyện thiên trận, còn có hai địa khí do tán tiên bậc hai luyện thành, hắn không dùng có thể đem đi tặng người khác, cũng không tệ. Chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, nhưng bây giờ Dương Bách Xuyên tràn đầy năng lượng, cảm giác cả người đều thoải mái, đó là vì sư phụ đã tỉnh lại. Với hắn mà nói, sư phụ Vân Thiên Tà chính là trụ cột tinh thần của hắn, là người thân rất quan trọng. Cũng là nguồn sức mạnh để hắn tung hoành khắp giới tu sĩ, quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Dương Bách Xuyên ra ngoài theo lối cũ, lần nữa về đến bảy hang động lúc đầu, vốn phải trực tiếp ra ngoài, nhưng vừa định rời đi thì nghe thấy tiếng gầm rú truyền ra từ hang động đầu tiên, còn có tiếng hô hấp dồn dập. Ngay sau đó mấy hang động khác cũng vậy, một tiếng hét vang lên, như thể có mãnh thú nào đó đang lao ra khỏi hang động. Ngay sau đó có vài bóng người vội vã chạy ra. Đại ca, đi mau, là Hầu Đậu Đậu lên tiếng trước, vẻ mặt nó vô cùng sợ hãi, tựa hồ không kịp giải thích. Rồi sau đó là Diệp Vô Tâm, Vân Tử chạy mau, có mãnh thú. Tiên sinh, mau rời khỏi đây, giọng Ngô Mặc Thu cũng vang lên. Đại ca, đi thôi, Tiểu Ô Quy lao tới. Sáu sơn động đều có người lao ra, có người quen, cũng có người xa lạ. Tổng cộng có hơn 10 người xuất hiện. Bọn họ đều như gặp phải quái thú hung dữ gì đó. Dương Bách Xuyên còn đang sững sờ, bị Hầu Đậu Đậu nắm cổ tay chạy đi. Rất nhanh đã cách hang động mấy chục mét, Dương Bách Xuyên không biết nhiều người như vậy là làm thế nào vào được đây, lại làm thế nào vào được sáu hang động khác, nhưng bọn họ đều đang bị tấn công. Dương Bách Xuyên bị Hầu Đậu Đậu kéo đi cười khổ, vừa chạy vừa hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Hầu Đậu Đậu thở hổn hển nói, đừng nói nữa, trước đó ở bên ngoài đoạt bảo hỗn chiến, cuối cùng không biết vì sao, cả đại điện đột nhiên sập, sau đó mọi người đều bị vạn đạo huyết quang chiếu rọi, đến khi tỉnh lại lần nữa đã vô cớ tiến vào một không gian thật lớn. Nói đến cũng lạ, trong không gian đó có một huyết trì, bên trong toàn là quái thú vô cùng mạnh, đặc biệt hung dữ, rất nhiều yêu tu đều bị quái thú cắn nuốt, chúng tôi phản ứng nhau, xoay người bỏ trốn, chui vào sơn động. Vậy mà lại gặp được người rồi, ta cũng đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra đây, đại ca, sao người vào đây được vậy? Dương Bách Xuyên vừa định nói chuyện, phía sau lại vang lên tiếng kêu thảm thiết, lúc này Hầu Đậu Đậu càng kéo hắn chạy nhanh hơn. Hắn bắt đầu thi triển chỉ xích thiên nhai công, nắm ngược lại tay Hầu Đậu Đậu, tay còn lại túm lấy Diệp Vô Tâm, lao ra khỏi Thao Thiết, hơn nữa cách xa trăm mét mới dừng lại. Hầu Đậu Đậu giơ ngón cái với hắn, đại ca, tốc độ chân của người đúng là nhanh thật đó. Trước tiên không nói chuyện này, mau nghĩ cách tìm ra. Dương Bách Xuyên còn chưa nói xong đã dừng lại, bởi vì hắn nhớ rõ lúc vào là đại điện truyền tống đến thế giới của Thao Thiết, hoàn toàn không còn đường lui, đúng lúc muốn tìm thì cũng thấy được quảng trường cướp đoạt tiên bảo trước đó không xa. Điều này chứng tỏ sau khi điện truyền tống có thuật che mắt bị hủy, nơi này hoàn toàn bại lộ. Hợp thành một thể với bí cảnh Thao Thiết. Hầu Đậu Đậu vừa mới nói, bọn họ bị huyết quang phát ra từ đại điện chiếu vào sau khi đại điện sụp đổ, sau đó bị dịch chuyển vào một không gian sơn động rộng lớn, hoặc là nói là không gian của đầu lâu Thao Thiết. Nói như vậy, việc này có liên quan đến bình càn khôn hấp thụ luyện hóa tàn hồn hung thú Thao Thiết. Tàn hồn của hung thú Thao Thiết tồn tại là mượn sức mạnh của mảnh vỡ thiên trảm để hấp dẫn linh hồn con người. Muốn lợi dụng máu huyết của sinh linh để hồi sinh bản thân, cái gì mà điện cổ, cái gì mà quái thú không gian huyết trì, bây giờ nghĩ lại hẳn đều là do tàn hồn hung thú Thao Thiết làm ra, mà sau khi bình càn khôn luyện hóa hung thú Thao Thiết, tất cả những thứ này đương nhiên đều bắt đầu sụp đổ. Còn lời Hầu Đậu Đậu nói, quái thú trong huyết trì cũng rất có thể có liên quan đến tàn hồn hung thú Thao Thiết, hiện giờ có lẽ là tàn hồn Thao Thiết diệt vong, quái thú mới sống lại. Gừ gừ gừ. Đúng lúc này, một tiếng gầm rú vang trời vang lên. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn, cũng sững sờ, bây giờ mới hiểu được đám người Hầu Đậu Đậu hơn 10 người đều là cấp bậc cao thủ, vì sao đều muốn bỏ chạy. Bởi vì con quái thú xuất hiện trước mắt không ai khác chính là hung thú Thao Thiết, so với tàn hồn mà hắn từng gặp, trước mắt là hung thú Thao Thiết chín đầu bằng xương bằng thịt,
Chẳng qua thân hình nhỏ hơn tàn hồn mà hắn gặp phải một chút, hung thú thao thiết chín đầu, cơ thể dài chừng 3 thước, cao chừng 2 thước, so với yêu tu hình người hoặc là người tu chân, quả thật được xem là một con quái vật lớn. Dương Bách Xuyên cảm nhận được mùi máu tươi nồng nặc từ hung thú thao thiết chín đầu, đây không phải là tàn hồn, có mùi máu thì chín là hung thú thao thiết bằng xương bằng thịt. Dương Bách Xuyên biến sắc, lập tức muốn bỏ chạy. Nhưng trong đầu lại vang lên giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà, thằng nhóc thối chạy cái gì? Đây cũng không phải là hung thú thao thiết thật sự, chẳng qua là một thể ý thức được biến thành từ máu thịt của hung thú thao thiết, nó muốn thông qua việc hấp thụ máu huyết của sinh linh để đúc lại cơ thể. Hung thú thao thiết chín đầu bây giờ do máu thịt dưỡng thành, muốn thông qua đại pháp cửu cửu quy nhất để sống lại, nhưng cho dù có sống lại cũng không mạnh bằng 1/1000 hung thú thao thiết chân chính, nhìn thì đáng sợ. Thật ra thực lực cùng lắm là phân thần cảnh, mà hung thú thao thiết chín đầu xuất hiện trước mắt còn chỉ có một đầu là có sức mạnh điên phong trung kỳ. Ta nói cho con biết, đừng bỏ qua cơ hội tốt, hung thú thao thiết chín đầu này do tinh hoa huyết tinh biến thành, trong đầu nhất định có huyết tinh thạch, đó là bảo bối, dùng để luyện đan chính là bảo dược hạng nhất, có thể giúp con tu luyện phân thân, xử lý nó cướp lấy huyết tinh thạch, đúng lúc cũng có thể rèn luyện khí thế chi tâm của con. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ nói xong, vẻ mặt không tin đáp, sư phụ, người không gạt con đó chứ. Chỉ tàn hồn của hung thú thao thiết trước đó suýt chút nữa đã giết chết con rồi, bây giờ lại là hung thú thao thiết thật sự bằng xương bằng thịt, người có chắc chắn con có thể làm được không? Dương Bách Xuyên quả thật có chút hoài nghi sư phụ có đang lừa hắn không? Thằng nhóc thối này, vi sư đã gạt con bao giờ chưa? Thứ con gặp phải là hồn của hung thú thao thiết. Còn thứ này chỉ là do ý thức xác thịt biến thành, thực lực ở phân thần cảnh trung kỳ mà thôi, hơn nữa không có trí tuệ, tu sĩ ở đây đều là phân thần cảnh sơ kỳ, bọn họ không thể thì thôi, đến con cũng không thể sao. Chân khí và linh thức của con mạnh hơn tu sĩ cùng cấp gấp 10 lần, nếu không giải quyết được ý thức xác thịt của hung thú thao thiết chín đầu, con cũng đừng nhận là đồ đệ của Vân Thiên Tà này nữa, đập đầu chết đi cho xong. Đừng nhiều lời nữa, mau lên xử lý nó. Lấy huyết tinh thạch, vi sư muốn để con tu luyện phân thần cảnh cửu tôn, có thể lấy được huyết tinh thạch từ cơ thể thao thiết chín đầu có lợi rất lớn với việc tu luyện sau này của con, còn không mau đi. Nói đến cuối cùng, Vân Thiên Tà cơ hồ là giống lên. Khóe miệng Dương Bách Xuyên giật giật, cho dù đúng như lời sư phụ nói, thực lực của xác thịt của hung thú thao thiết chỉ là phân thần cảnh trung kỳ, nhưng nó cũng có tận 9 cái đầu. Đại ca, đi mau. Hầu Đậu Đậu thúc giục, bởi vì lúc này hung thú thao thiết đã lao đến đây. Dương Bách Xuyên run rẩy trong lòng, thở dài nói, đi trước đi, không cần lo lắng cho ta còn có việc, chờ ta rời đi bí cảnh chờ ta. Hầu Đậu Đậu và Diệp Vô Tâm không hỏi nhiều, hai người biết tu luyện của Dương Bách Xuyên mạnh hơn họ rất nhiều, nếu hắn nói có việc, vậy thì chính là có việc, hẳn là còn chuyện khác cần làm, Hầu Đậu Đậu và Diệp Vô Tâm xoay người chạy đi. Mà lúc này, Dương Bách Xuyên đi về phía hung thú thao thiết chín đầu, ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn tin tưởng sư phụ, nếu sư phụ nói trong đầu xác thịt hung thú thao thiết có huyết tinh thạch gì đó, có thể giúp ích cho việc tu luyện của ha, vậy thì chiến đấu một trận đi. Đúng lúc cũng muốn xem thử tu luyện kỹ thuật chiến đấu thần thông theo lời sư phụ chỉ dạy có đáng tin không, dung nhập khí thế chi tâm vào kiếm kỹ, nâng cao sức chiến đấu. Tiểu ô quy chạy sau nhìn thấy Dương Bách Xuyên vậy mà lại đi về phía hung thú thao thiết, vừa chạy theo A Tỷ Long Kiều Nam vừa hét lớn gọi Dương Bách Xuyên đi. Dương Bách Xuyên phất tay với tiểu ô quy ra hiệu nó đi trước. Rất nhiều người đều nhìn thấy Dương Bách Xuyên không những không chạy trốn mà còn đi về phía hung thú thao thiết, đều cho rằng Dương Bách Xuyên có bệnh. Chỉ có Dương Bách Xuyên biết hắn là bị sư phụ ép làm như vậy. Khi Dương Bách Xuyên cách hung thú thao thiết 30 mét, hắn nhìn thấy vẫn còn 6-7 người chưa rời đi, bị hung thú thao thiết quấn lấy. Hắn tập trung quan sát, tức thì mặt biến sắc, bởi vì hắn trông thấy một yêu tu với bộ lông đỏ lòm, không phải ai khác mà chính là đại ca kết nghĩa Bạch Khởi. Lúc này bộ lông màu trắng bạc của Bạch Khởi đã nhuộm đẫm máu đỏ, bản thân bị thương không nhẹ, đang chật vật chống đỡ, cùng với mấy yêu tu khác đối đầu với hai con hung thú thao thiết. Lúc trước hỗn loạn nên Dương Bách Xuyên không chú ý. Lúc này mới phát hiện yêu tu toàn thân đỏ lòm kia chính là Bạch Khởi. Hắn lập tức dùng chỉ xích thiên nhai công, bước ra một bước xông tới. Bạch Khởi và 4 đại yêu tu bên cạnh đã tuyệt vọng rồi.
Trước đó bọn họ tự dưng bị truyền tống vào trong hồ máu, khó khăn lắm mới tìm được đường sống trong chỗ chết, ra khỏi hồ máu nhưng vẫn bị thương nặng. Lúc này bọn họ lại chậm một bước, bị hai con hung thú quấn lấy. Bạch Khởi biết mình sắp toi rồi. Đương lúc hắn ta tuyệt vọng, thấy mình sắp bị hung thú cắn nuốt, một tiếng hét quen thuộc vang lên. Chết đi! Growl! Hung thú gào thảm thiết, cơ thể khổng lồ bị Dương Bách Xuyên chém một nhát ngã xuống. Bạch Khởi thoát nạn. Đại ca đi mau, Dương Bách Xuyên chắn trước mặt hung thú thao thiết. Bạch Khởi và mấy yêu tu sống sót sau tai nạn, cõi lòng tràn đầy cảm khái. Năm xưa ở núi Đường Đình, trong mắt Bạch Khởi thì Dương Bách Xuyên chỉ là một thằng nhóc loài người như con sâu cái kiến, vậy mà bây giờ đã có thực lực khiến hắn ta ngưỡng mộ. Lúc này, con hung thú mà Bạch Khởi cho rằng mình không thể chiến thắng lại bị Dương Bách Xuyên chém ngã. Thực lực này thật sự đã vượt xa sức tưởng tượng của Bạch Khởi. Hiện tại hắn ta cảm thấy may mắn vì năm xưa mình đã kết nghĩa với Dương Bách Xuyên, nếu không hắn ta sẽ vùi thây trong miệng hung thú. Nếu đổi thành người khác đối mặt với hung thú mạnh như vậy, sao có thể cứu hắn ta? Bạch Khởi vô cùng cảm động, nước mắt rưng rưng. Vị huynh đệ kết nghĩa này thật là nghĩa khí. Đi mau. Lúc này Dương Bách Xuyên lại hét to. Bạch Khởi như sực tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng rời đi cùng mấy yêu tu. Hắn ta biết hiện giờ mình đang bị thương, ở lại sẽ không giúp gì được cho Dương Bách Xuyên, ngược lại còn trở thành gánh nặng. Hắn ta nghẹn ngào hét to, hiền đệ cẩn thận. Sau đó chạy thục mạng rời khỏi chiến trường. Mà lúc này, Hầu Đậu Đậu và Diệp Vô Tâm đã trốn xa bỗng ngoảnh đầu nhìn, phát hiện Dương Bách Xuyên đã chạy vào trong vòng vây của hung thú. Hai người kinh hãi, quyết định quay lại ngay lập tức. Đối với Hầu Đậu Đậu mà nói, Dương Bách Xuyên là người thân của nó, cho dù chết nó cũng muốn ở bên cạnh đối phương. Trong lòng Diệp Vô Tâm lại ấp ủ một tình cảm khác. Nàng thầm mắng, tên oan gia này muốn làm gì thế? Nàng theo sau Hầu Đậu Đậu xông thẳng tới chiến trường, biết rõ là nguy hiểm nhưng vẫn không lùi bước. Giữa chừng Hầu Đậu Đậu gặp Bạch Khởi với bộ lông trắng đã nhuộm đỏ, nếu Bạch Khởi không gọi to thì nó cũng không nhận ra. Bạch đại ca, ngươi! Hầu Đậu Đậu kinh ngạc, sao Bạch Khởi lại ra nông nỗi này? Lúc trước nó rất bực mình vì Bạch Khởi tự ý hành động, nhưng đối phương có ơn với nó. Hơn nữa Dương Bách Xuyên từng dặn Hầu Đậu Đậu phải tôn trọng Bạch Khởi, cho nên nó xí xóa. Khi cướp đoạt tiên bảo, nó cũng chú ý tới Bạch Khởi, nhưng sau đó không nhìn thấy đối phương nữa. Nó còn tưởng Bạch Khởi đã dẫn theo mấy yêu tu đi nơi khác. Bây giờ xem ra Bạch Khởi cũng xuất hiện ở hồ máu. Chẳng qua là lúc đó quá hỗn loạn, nó không nhìn thấy. Lúc này Hầu Đậu Đậu đã nhìn ra vừa rồi Bạch Khởi được đại ca Dương Bách Xuyên cứu thoát khỏi vòng vây hung thú. Nhưng nhìn tình hình thì có vẻ như sau khi đại ca nhà mình cứu Bạch Khởi và mấy yêu tu ra khỏi vòng vây hung thú, mấy tên khốn này đã bỏ rơi đại ca rồi chạy trốn. Điều này khiến sắc mặt Hầu Đậu Đậu lập tức tối sầm. Điện hạ đi mau. Bạch Khởi trông thấy Hầu Đậu Đậu liền vội vàng nói. Hầu Đậu Đậu xa sầm sắc mặt, nó vốn nóng tính, cũng không biết che giấu cảm xúc. Nghe Bạch Khởi bảo mình đi, nó lập tức nổi giận, lạnh lùng nói, đi. Đi đâu, Bạch Khởi, dù sao đại ca của ta cũng là huynh đệ kết nghĩa của ngươi, hắn cứu mấy người các ngươi, vậy mà các ngươi lại bỏ rơi hắn, tự chạy thoát thân. Lẽ nào các ngươi không biết hung thú đáng sợ cỡ nào? Hừ. Hầu Đậu Đậu nói xong thì hừ lạnh, lườm Bạch Khởi đầy chán ghét, sau đó xoay người đi thẳng. Bạch Khởi lập tức xấu hổ, mặc dù Dương Bách Xuyên bảo mấy người bọn họ đi, bọn họ ở lại cũng chỉ rước thêm phiền phức cho Dương Bách Xuyên nên mới rời đi. Nhưng thái tử Hầu Đậu Đậu nói không sai, hắn ta là đại ca kết nghĩa của Dương Bách Xuyên, quả thật hắn làm đại ca không đạt tiêu chuẩn. Từ lúc bắt đầu tới sau khi gặp Dương Bách Xuyên, hắn không muốn xông xáo bí cảnh thao thiết cùng với huynh đệ kết nghĩa của mình mà luôn hành động riêng, lòng tham và ham muốn cá nhân quá lớn. Lời thề kết nghĩa ngày xưa là không sinh cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Bây giờ ngẫm lại, dường như hắn ta không làm được một điều nào. Dương Bách Xuyên mạnh mẽ thì đó cũng là sức mạnh của bản thân. Bạch Khởi tự cho rằng mình ở lại sẽ rước thêm phiền phức cho Dương Bách Xuyên. Đó là hắn ta tự nghĩ thế. Hiền đệ mạo hiểm cứu hắn ta, vậy mà nghe thấy huynh đệ nói đại ca đi trước, hắn ta cũng đi thật,
bỏ lại huynh đệ trong vòng vây của hung thú. Nghĩ vậy Bạch Khởi vô cùng hổ thẹn, bị Hầu Đậu Đậu mỉa mai, mặt hắn ta nóng rát. Trước đây Bạch Khởi kết nghĩa với một nhân tộc như Dương Bách Xuyên bởi vì hai chữ nghĩa khí. Nhưng bây giờ, hắn ta đã quên tâm thái ban đầu. Huynh đệ kết nghĩa bảo hắn đi, đó là huynh đệ nghĩ cho đại ca kết nghĩa là hắn ta. Nhưng hắn ta là địa ca kết nghĩa không đủ tư cách, bảo đi liền đi. Bạch Khởi nghĩ tới đây, hai mắt chợt đỏ hoe, Bạch Khởi ta sống uổng rồi. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia không phải lời nói suông, cho dù chết thì sao chứ? Hắn ta lập tức xoay người đi tới chiến trường, mấy yêu tu bên cạnh quay sang nhìn nhau, không một ai đi theo. Bạch Khởi cũng không nói gì, kệ cho bọn họ rời đi. Chấm chấm chấm. Cho đến giờ Dương Bách Xuyên hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy. Thật ra hắn cứu Bạch Khởi chỉ là trùng hợp mà thôi. Nếu không phải là bị sư phụ ép quay lại giết hung thú thao thiết lấy huyết tinh thạch thì hắn sẽ không phát hiện ra Bạch Khởi đang ở trong chiến trường. Khi bảo Bạch Khởi rời đi, hắn cũng không nghĩ nhiều. Thật sự là đối với hắn mà nói, Bạch Khởi ở lại chỉ khiến hắn phân tâm. Vì vậy lúc đối phương rời đi không chút do dự, hắn không nghĩ gì hết, cảm thấy rất bình thường. Dù sao cũng có sư phụ áp trận, hắn có tự tin đấu với 9 con hung thú thao thiết. Hắn không cần người khác hỗ trợ, dù sao 9 con hung thú thao thiết đều là huyết nhục của thao thiết biến thành ý thức. Sư phụ nói chúng có tu vi thực lực cảnh giới phân thần trung kỳ, một khi bộc phát có thể bộc phát ra thực lực cảnh giới phân thần hậu kỳ cũng không chừng. 9 con hung thú thao thiết không phải chuyện đùa. Trong toàn bộ bí cảnh không mấy ai có thể đối phó, chỉ có Dương Bách Xuyên hắn là ngoại lệ. Bởi vì thoạt nhìn hắn có tu vi cảnh giới phân thần sơ kỳ, nhưng thật ra trên người có thần thông kiếm kỹ cùng với linh thức và chân khí mạnh gấp 10 lần người cùng cấp. Điều quan trọng hơn cả là hắn có sư phụ áp trận. Hắn có đủ lòng tin đối phó với 9 con hung thú do huyết nhục biến thành ý thức này. Hơn nữa sư phụ bảo hắn rèn luyện khí thế chi tâm, vừa hay hắn có thể xem thử phương pháp sư phụ truyền dạy có uy lực ra sao. Kết quả là khi cứu Bạch Khởi, hắn chỉ một lòng muốn chém một nhát kiếm trẻ núi. Dương Bách Xuyên mang suy nghĩ này không ngừng tự thôi miên chính mình, một nhát kiếm hết sức bình thường không hề thi triển kiếm kỹ đã chém ngã hung thú vây đánh Bạch Khởi và mấy yêu tu. Dương Bách Xuyên mừng rơn. Hắn biết ngay là phương pháp sư phụ truyền dạy cho mình rất đáng tin mà. Nếu dùng kiếm kỹ thì uy lực của nhát kiếm này còn mạnh hơn. Huynh. Growl. Trong lúc Dương Bách Xuyên chém hai nhát ép lui hai con hung thú thao thiết, đằng xa vang lên một tiếng hét bi phẫn và tiếng gầm của hung thú. Dương Bách Xuyên ngoảnh đầu nhìn, là huynh đệ song sinh Thạch Sơn và Thạch Thủy của song Thiên Môn. Không ngờ hai huynh đệ này cũng không thể rời đi, bị ba con hung thú bao vây, đang chém giết cách chỗ Dương Bách Xuyên hơn 100 mét. Một trong hai người có lỗ máu ở bụng, Dương Bách Xuyên cũng không biết là Thạch Sơn hay Thạch Thủy. Cách xa như vậy mà Dương Bách Xuyên vẫn nhìn thấy ruột bung ra ngoài. Người còn lại biến ra cơ thể khổng lồ, ra sức ngăn cản đòn tấn công của ba con hung thú, xem chừng sắp không chống đỡ được nữa. Dù sao cũng là nhân tộc. Dương Bách Xuyên quyết định cứu người trước, xem như kết thiện duyên. Tiên sinh, ta có thể hỗ trợ. Giọng nói của Ngô Mặc Thu vang lên trong đầu. Được, muội qua đó giúp cặp song sinh đi. Khoảng cách 100 mét, Dương Bách Xuyên nghĩ mình muốn đi thì trước hết phải thoát khỏi vòng vây của 4 con hung thú trước mặt, lúc này đi cứu cặp huynh đệ song sinh thì tốc độ của Ngô Mặc Thu nhanh nhất. Đại ca, chúng ta tới giúp huynh. Hiền đệ, ta tới rồi. Dương Bách Xuyên quay đầu, lập tức cười khổ, chỉ thấy Hầu Đậu Đậu, Diệp Vô Tâm và đại ca kết nghĩa Bạch Khởi đã đi rồi còn quay lại. Hắn nói, mọi người lùi về sau, đừng rước thêm phiền phức cho ta. Nói thì nói vậy chứ trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Lúc này ba người quay trở lại đã đủ chứng minh bọn họ coi mình là người thân. Lúc này quay trở lại là vì tình nghĩa và lòng tin. Nói không cảm động là nói dối. Nhưng đồng thời Dương Bách Xuyên cũng biết mấy người họ không giúp được gì nhiều, mà ý định của hắn là giết hung thú lấy huyết tinh thạch và rèn luyện khí thế chiến đấu. 9 con hung thú này là hòn đá mài dao tốt nhất. Nhưng coi bộ cả Hầu Đậu Đậu, Diệp Vô Tâm lẫn đại ca kết nghĩa Bạch Khởi đã đi rồi còn quay lại đều có vẻ quyết tâm. Dương Bách Xuyên cười khổ, cũng biết là ba người cho rằng hắn đánh với hung thú không có phần thắng,
không thể thoát thân. Nhưng trọng điểm là hắn không muốn chạy trốn, mà muốn chém chết 9 con hung thú. Nhìn dáng vẻ của ba người, xem ra bảo bọn họ đi là không thể nào. Vì vậy Dương Bách Xuyên muốn phô bày thực lực của mình cho bọn họ xem. Hắn hô to, đứng im đó. Ba người Hầu Đậu Đậu còn cách Dương Bách Xuyên 10 mét. Nghe thấy tiếng hô, bọn họ bất giác dừng lại. Sau đó, ba người trông thấy kiếm đồ long trong tay Dương Bách Xuyên phát ra ánh sáng màu đen mãnh liệt. Hắn hét to, kiếm trận Hắc Liên, chết cho ta. Bùm bùm bùm. Trong tiếng vang rung trời, 4 bông Hắc Liên đánh trúng 4 con hung thú bao vây, sau đó nổ tung. Growl growl. Từng tiếng thét đau đớn vang lên. Ba người Hầu Đậu Đậu trợn tròn mắt, chỉ thấy một kiếm của Dương Bách Xuyên đánh ra 4 bông Hắc Liên, khí thế mạnh như núi đánh lên người 4 con hung thú, kiếm khí lập tức nổ tung. Trong tiếng kêu thảm thiết của hung thú, huyết vụ dày đặc dâng lên. 4 con hung thú to lớn lập tức tan nát như bị vạn luồng kiếm khí cắt thành mảnh vụn, đổ rầm trên mặt đất trong tiếng giống growl. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, 4 con hung thú bị một kiếm của Dương Bách Xuyên giết chết. Lúc này, ba người Hầu Đậu Đậu, Diệp Phô Tâm và Bạch Khởi đã mắt chữ A mồm chữ O, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Phải biết rằng lúc trước những con hung thú này đã lấy rất nhiều tu sĩ làm điểm tâm, không có ai là đối thủ của chúng, do đó mọi người mới chen nhau chạy trốn trong không gian hồ máu. Một con hung thú đã đủ hung hãn rồi, huống chi Dương Bách Xuyên còn vung một kiếm giết 4 con. Đây, là thủ đoạn gì? Không chỉ ba người Hầu Đậu Đậu vô cùng chấn động, một số người chạy đằng xa cũng trợn to mắt, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt lên người Dương Bách Xuyên. Những người từng gặp Dương Bách Xuyên trước đó đều không chú ý tới hắn, giờ đây hắn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tất cả mọi người. Về phần Dương Bách Xuyên, lúc này hắn cũng rất kinh ngạc. Khi vừa mới vung kiếm, sư phụ đã trợ giúp hắn, truyền một bộ tranh cho hắn. Hay nói chính xác hơn là một luồng chiến ý cho hắn. Trong luồng chiến ý này, hắn tưởng tượng mình là một người khổng lồ đứng giữa đất trời, mà 4 con hung thú là 4 ngọn núi. Dưới sự dẫn dắt của sư phụ, hắn chỉ một ý nghĩa là vung một kiếm hủy diệt 4 ngọn núi này. Kết quả là kiếm kỹ phát ra một luồng khí thế, một kiếm phát ra 4 bông Hắc Liên chém vào 4 con hung thú. Sau đó, 4 con hung thú giống như bị phanh thây, bị một nhát kiếm của hắn chém chết. 4 con hung thú ngã trên mặt đất, chính bản thân Dương Bách Xuyên cũng rất chấn động, không ngờ uy thế của một kiếm này lại có uy lực mạnh mẽ như vậy. Cũng có thể nói là hắn cảm nhận được khí thế chi tâm mà sư phụ truyền cho, tưởng tượng bản thân là một vị thần đội trời đạp đất, sau đó vạn vật trong mắt hắn đều có thể bị một kiếm hủy diệt. Tức là ý cảnh này đã đạt thành, hiện tại uy lực mà một kiếm trong kiếm trận Hắc Liên phát ra 4 kiếm khí Hắc Liên dường như mạnh gấp 3 lần trước đây. Có thể nói là uy lực nghịch thiên. Tên họ Dương nào đó kích động, nhưng bị giọng nói uể oải của sư phụ Vân Thiên Tà cắt ngang, thằng nhóc thúi, có gì đâu mà kích động. Trình độ này chỉ coi là tạm được, con trông mèo vẽ hổ mà thôi. Lão già chết tiệt, người khen con một chút thì chết à. Tên họ Dương nào đó buồn bực, hình như trước giờ sư phụ chưa khen hắn được mấy lần, lần nào hắn cũng bị cà khịa. Cảm giác tốt đẹp vừa rồi lập tức bay biến. Thật là, chỉ với chút tiền đồ này của con còn muốn làm gì chứ? Chẳng phải là giết mấy con hung thú thôi sao? Đừng quên hiện giờ thằng nhãi con có tu vi cảnh giới phân thần, không phải tu sĩ kim đan nhỏ bé ngày trước. Đường đường là cảnh giới phân thần, mới giết mấy con hung thú mà đã vênh váo rồi, vi sư còn không được mắng con chắc. Đừng ngây ra đó nữa, còn không mau thu huyết tinh thạch kẻo nó bay mất. Vân Thiên Tà dạy dỗ Dương Bách Xuyên rất dữ. Người, tạo nghiệp mà, sao con lại rơi vào tay sư phụ chứ? Dương Bách Xuyên thầm gào thét trong lòng, đồng thời nhìn thi thể tan nát của 4 con hung thú, chỉ thấy trong thi thể của mỗi hung thú đều có tinh thạch to bằng hạt đào, tỏa ra ánh sáng đỏ như máu chậm rãi bay ra. Không nhiều không ít, vừa đủ 4 viên. Trên mỗi viên tinh thạch màu đỏ máu đều có khí tức tinh huyết mạnh mẽ và tinh khiết. Dương Bách Xuyên biết đây là huyết tinh thạch trong lời sư phụ. Hắn vung tay thu hết vào trong không gian bình càn khôn. Tiên sinh, ta không chống đỡ được nữa. Đúng lúc này, giọng nói của Ngô Mặc Thu vang lên trong đầu. Dương Bách Xuyên vội vàng quay đầu nhìn thì thấy cách hơn 100 mét Ngô Mặc Thu đã hiện thân,
bị hung thú ép phải cầu cứu hắn. Còn cặp huynh đệ song sinh Thạch Sơn và Thạch Thủy của Song Thiên Môn, một người đã nằm trên mặt đất từ lâu, người còn lại đang cùng với Ngô Mặc Thu ra sức ngăn cản thế tấn công của hung thú. Nhìn là biết hai huynh đệ này có tình cảm sâu nặng. Dương Bách Xuyên dám khẳng định nếu như hắn không để cho Ngô Mặc Thu đi giúp đỡ, thì cặp song sinh này cũng tuyệt đối không bỏ lại người kia, chạy trốn một mình. Chỉ riêng phần tình cảm này cũng khiến Dương Bách Xuyên tán thưởng, dự định cứu hai người họ. Ba người lùi về sau chờ ta. Dương Bách Xuyên nói với ba người hầu đậu đậu, đồng thời bước ra một bước, xông đến chỗ Ngô Mặc Thu và cặp huynh đệ song sinh Thạch Sơn Thạch Thủy. Lúc này ba người hầu đậu đậu đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Dương Bách Xuyên. Nghe thấy Dương Bách Xuyên kêu mình lùi về sau, ba người ngoan ngoãn lùi lại. Bởi vì uy thế một kiếm của Dương Bách Xuyên quả thật rất mạnh, bọn họ đi lên hỗ trợ cũng chỉ gây trở ngại. Đến giờ hầu đậu đậu vẫn còn chấn động, trong đầu toàn là hình ảnh uy lực một nhát kiếm vừa rồi của Dương Bách Xuyên. Đồng thời trong lòng có cảm giác thất bại, nó cứ tưởng sau khi nhận truyền thừa của vua Viên tộc, khổ tu hơn trăm năm, cuối cùng mình đã có thể giúp đỡ đại ca Dương Bách Xuyên. Hơn nữa nó còn đắc ý vì tu vi cảnh giới của mình và đại ca ngang nhau. Nhưng bây giờ xem ra nó vẫn còn kém xa. Đại ca vĩnh viễn là chủ nhân. Hầu đậu đậu thầm cảm thán, nhưng ngay sau đó trong lòng trào dâng ý chí hăng hái. Dương Bách Xuyên có lợi hại thì cũng là đại ca của hầu đậu đậu. Hầu đậu đậu nó thừa kế truyền thừa của Thông Tý Viên Hầu, huyết mạch phản tổ một lần, đương nhiên cũng có chỗ lợi hại, trong đầu có truyền thừa vô cùng mạnh. Nó tin rằng chỉ cần mình tiếp tục cố gắng thì nhất định sẽ theo kịp bước chân của đại ca, nhất định có thể giúp đỡ đại ca. Diệp Vô Tâm thì nội tâm khá phức tạp, trong đầu bỗng nảy ra một câu, hắn mạnh như vậy, mình có thể theo kịp hay không? Bạch Khởi cũng ngổn ngang cảm xúc, nhưng phần nhiều là vui vẻ, vui vì Dương Bách Xuyên có thực lực mạnh như vậy. Hai huynh muội Long Kiều Nam và Tiểu Ô Quy ở đằng xa nhìn bóng lưng của Dương Bách Xuyên. Long Kiều Nam nói với Tiểu Ô Quy, đệ đệ à, sau này đệ phải giao hảo với Dương Bách Xuyên nhiều hơn nhé. Tiểu Ô Quy ngây ngơ gật đầu như dã tỏi, đệ biết mà tỉ tỉ. Đại ca là cường giả, giao hảo với cường giả có lợi cho tộc ta. Rốt cuộc đệ đệ nhà ta đã trưởng thành rồi. Long Kiều Nam xoa đầu Tiểu Ô Quy, vui mừng nói, sau đó lại rời mắt nhìn Dương Bách Xuyên. Gần như tất cả tu sĩ đều nhìn Dương Bách Xuyên bằng ánh mắt khác, đã biết tới một người tên Dương Bách Xuyên. Có tán tu biết hắn là môn chủ của Vân Môn ở Châu Tây Sơn, mà Vân Môn là tông môn quật khởi trong 100 năm gần đây. Đối với tu sĩ mà nói, thời gian trăm năm ngắn ngủi chỉ là thoáng qua, người biết Vân Môn tất nhiên cũng biết Vân Môn có một thương hội tên là Thương hội Vân Kỳ, chỉ trong trăm năm ngắn ngủi phân hội đã trải rộng khắp Sơn Hải giới. Dương Bách Xuyên không biết rằng bởi vì trận chiến giết hung thú ngày hôm nay đã giúp uy danh của hắn và Vân Môn từ nay về sau truyền khắp Sơn Hải giới. Người có thể đến bí cảnh thao thiết hôm nay đều thuộc một trong những thế lực hàng đầu Sơn Hải giới, bao gồm cả yêu tộc, muốn không biết cũng khó. Lúc này, Dương Bách Xuyên lắc mình một cái đã đến trước mặt Ngô Mặc Thu và cặp huynh đệ song sinh. Hiện tại 5 con hung thú còn lại đều bao vây bọn họ. Dương Bách Xuyên biết sự lợi hại của đám hung thú hóa hình từ huyết nhục của Thao Thiết, Ngô Mặc Thu và cặp huynh đệ song sinh có thể cầm cự đến bây giờ đã là không dễ dàng. May mà trong tay Ngô Mặc Thu cũng có tiên bảo lúc trước cướp được, tức là có công cụ cấp 2 do tán tiên cấp 2 luyện chế chống đỡ, nếu không thì lúc này nàng đã bị thương từ lâu rồi. Dương Bách Xuyên lắc mình xông tới trước mặt ba người Ngô Mặc Thu, vung kiếm chém bay một con hung thú, mở ra một lỗ hổng. Sau đó, hắn nói với Ngô Mặc Thu, Thu Nhi dẫn huynh đệ bọn họ đi trước đi. Vâng thưa tiên sinh cẩn thận nhé. Ngô Mặc Thu biết lúc này cứu người quan trọng hơn. Nói xong nàng thi pháp tạo ra một cơn gió cuốn huynh đệ Thạch Sơn, Thạch Thủy nhanh chóng bay ra khỏi vòng vây của hung thú. Mà lúc này, Dương Bách Xuyên đã thành công kéo thù hận của hung thú lên người mình. Gừ gừ gừ. 5 con hung thú gầm gào với Dương Bách Xuyên. Tiếp đó, hung thú Thao Thiết hung ác nhào tới hắn. Phong Vân kiếm, chém. Đối mặt với sự tấn công của 5 con hung thú, Dương Bách Xuyên trở tay tung ra một kích Phong Vân kiếm đại thành. Vẫn là 900 kiếm cùng một lúc, nhưng điểm khác biệt so với quá khứ là hiện tại trong Phong Vân kiếm của hắn có sử dụng khí thế chi tâm, trong lòng nghĩ một kiếm chém rơi đầu 5 con hung thú.
một kiếm có khí thế giết rồng, tất nhiên uy lực khác xa. Sau khi xuất kiếm, gió lớn thét gào, chân trời cuồn cuộn mây mù. Quả là một kiếm vừa ra, gió mây vần vũ. Lúc này Dương Bách Xuyên mới phát hiện Phong Vân Kiếm thi triển lúc này mới thật sự là Phong Vân Kiếm, hiện tại mới phát huy uy lực của Phong Vân Kiếm đến đỉnh điểm. Một kiếm vung ra, nhẹ nhàng thoải mái. Điều quan trọng nhất là Dương Bách Xuyên phát hiện ra sau khi dùng phương pháp mà sư phụ truyền dạy cho để thi triển kiếm kỹ, hắn không có cảm giác vô cùng tiêu hao chân khí trong cơ thể. Trước đây lúc thi triển kiếm kỹ, bất kể là thi triển chiêu kiếm tầng thứ mấy, hắn đều có cảm giác một giây sau chân khí trong cơ thể sẽ tiêu hao hết. Mà thực tế cũng đúng là như thế. Khi thi triển liên tiếp 3 lần, tối đa là 4 lần kiếm kỹ, thì chân khí trong cơ thể hắn sẽ hết sạch. Bây giờ Dương Bách Xuyên cảm thấy mình có thể thi triển một mạch 10 lần kiếm kỹ. Mặc dù chỉ là cảm giác, chưa thử bao giờ, nhưng dựa theo tình trạng tiêu hao chân khí trong cơ thể thì hắn có thể phán đoán thi triển một mạch 10 lần kiếm kỹ cũng không thành vấn đề. Cảm giác này khiến hắn mừng như điên. Hắn biết nếu đúng là vậy thì sức chiến đấu của mình đã tăng vọt. Grau grau. Sau một chiêu kiếm, tiếng gầm rú liên tục vang lên khắp bốn phía. Nhưng sau đó, cảnh tượng một kiếm chém rơi đầu năm hung thú như trong tưởng tượng không xuất hiện. Tuy nhiên, vết kiếm để lại trên cơ thể mỗi con hung thú đều sâu tận xương. Dương Bách Xuyên biết suy cho cùng thì khí thế chi tâm cũng chỉ là một loại tưởng tượng, là một loại tâm cảnh chứ không phải hiện thực. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đối với hắn thì thành quả chiến đấu này đã là tiến bộ vượt bậc rồi. Đây mới chỉ là khởi đầu của khí thế chi tâm mà sư phụ truyền dạy. Hắn tin rằng sau này theo tu vi tăng lên và bản thân không ngừng cảm ngộ rèn luyện, uy lực của nó sẽ ngày càng mạnh. Một kiếm không chém chết 5 con hung thú, Dương Bách Xuyên híp mắt lại, vừa hay có thể nhân cơ hội này luyện kiếm. Một chiêu Phong Vân Kiếm là chiêu thứ 2 trong kiếm kỹ toàn phong, Dương Bách Xuyên biết nó không có uy lực mạnh mẽ như kiếm khí của 4 bông Hắc Liên trong kiếm trận Hắc Liên. Xem ra hiện tại kiếm trận Hắc Liên là chiêu kiếm kỹ có uy lực lớn nhất. Phong Vân Kiếm thua một bậc, nhưng 3 chiêu kiếm kỹ trong kiếm kỹ toàn phong vẫn còn chiêu thứ nhất Phong Nhẫn Kiếm và chiêu thứ 3 toàn phong kiếm. 2 chiêu kiếm kỹ này có điểm chung, Phong Nhẫn Kiếm đại thành có thể chém ra 9 lưỡi đao gió một lượt. Còn toàn phong kiếm, tuy hắn chưa tu luyện đến đại thành nhưng lúc này hắn có cảm giác mãnh liệt là mình có thể thi triển 9 dòng xoáy gió lốc một lượt. Chiêu thứ nhất Phong Nhẫn Kiếm đã thử nghiệm nên hắn biết rõ uy lực ra sao. Lúc này đối mặt với 5 con hung thú bị chọc giận lại nhào tới một lần nữa, Dương Bách Xuyên giơ kiếm kết hợp với khí thế chi tâm, đồng thời hô to toàn phong kiếm. Một kiếm vừa ra, trong chiến trường vang lên âm thanh gió xoáy nổi lên, kiếm đổ long đột nhiên xuất hiện. 9 dòng xoáy kiếm khí lóe sáng, xoay tròn nhanh như tia chớp, tựa như 9 dòng xoáy gió lốc thét gào xoay vòng. Grau grau grau. Từng tiếng rên thảm thiết của hung thú vang lên. Theo sau là máu tanh. Từ đầu đến cuối chỉ trong thời gian 3 hơi thở, chiến trường đã gió yên sóng lặng. 5 con hung thú xung quanh Dương Bách Xuyên đã biến thành thịt vụn. Lần này Dương Bách Xuyên nở nụ cười. Hắn đã thi triển thành công chiêu kiếm thứ 3 trong kiếm kỹ toàn phong là toàn phong kiếm, biến ra 9 dòng xoáy kiếm khí một lượt. Sau khi 9 dòng xoáy kiếm khí như gió lốc quét qua, cơ thể khổng lồ của 5 con hung thú bị kiếm khí xoắn nát. Uy lực của một kiếm này tuyệt vời như kiếm trận Hắc Liên, cả hai đều có điểm mạnh riêng. Nếu nói uy lực tấn công của kiếm trận Hắc Liên là mềm mỏng, thì uy lực công kích của toàn phong kiếm là mạnh mẽ mang tính phá hoại. Kiếm kỹ Hắc Liên chậm, kiếm kỹ toàn phong nhanh, đây là đặc điểm của hai loại kiếm kỹ ở thời điểm hiện tại. Nhưng so ra thì tiềm lực của kiếm quyết Hắc Liên lớn hơn kiếm kỹ toàn phong. Kiếm kỹ toàn phong chỉ có 3 chiêu kiếm. Còn chiêu kiếm của kiếm quyết Hắc Liên thì Dương Bách Xuyên đã nghiên cứu ra 1 hóa 2, 2 hóa 4 và vẫn có thể tiếp tục. Như vậy thì kiếm quyết Hắc Liên lâu dài hơn. Mà ngày hôm nay, rốt cuộc Dương Bách Xuyên đã tu luyện 3 chiêu kiếm trong kiếm kỹ toàn phong đến đại thành. Điều quan trọng hơn cả là Dương Bách Xuyên đã biết tầm quan trọng của khí thế chi tâm mà sư phụ truyền dạy cho. Chấm chấm chấm. Mọi người ở đằng xa quan sát thấy Dương Bách Xuyên chỉ ra 2 kiếm đã chém chết 5 con hung thú, ai nấy đều hít sâu một hơi. Trong mắt bọn họ chỉ là 2 kiếm,
Nhưng trên thực tế Dương Bách Xuyên xuất ra 900 kiếm phong vân, 9 kiếm toàn phong, chẳng qua là hoàn thành trong thời gian một hơi thở. Chính vì kiếm đại thành nhanh như tia chớp, cho nên mọi người chỉ thấy hắn ra hai kiếm. Trên không trung cách chiến trường mấy trăm mét, một con thanh uyên điểu và mấy phi cầm yêu thú bên cạnh đang lơ lửng trên không quan sát tình hình chiến trường. Sau khi bọn họ nhìn thấy Dương Bách Xuyên ra hai chiêu kiếm giết 5 con hung thú, ai cũng hít một ngụm khí lạnh. Có một con sơn ưng đen xì biết nói tiếng người, thanh sư muội, muội có thấy người dưới kia trông quen quen không? Thanh Uyên Điểu trả lời, huynh có nhớ hơn 100 năm trước có một tên nhóc nhân tộc đại náo thành yêu quang không? Sơn ưng kinh ngạc hỏi, muội nói người dưới kia chính là tên nhóc đại náo thành yêu quang năm đó á? Thanh Uyên Điểu thở dài, đúng vậy, năm đó chúng ta theo nương nương tới thành yêu quang tìm kiếm thiếu chủ của tộc ta. Đại trận của thành yêu quang mạnh vô cùng, không ngờ cuối cùng một tên nhóc nhân tộc đại náo thành yêu quang, phá vỡ đại trận yêu quang. Đến lúc đó chúng ta mới có thể tiến vào thành yêu quang. Khí tức của tên nhóc kia giống hệt cường giả đang chém giết hung thú bên dưới. Nhìn ngoại hình, trừ mái tóc trắng ra thì hắn giống tên nhóc kia như đúc. Vì thế, cường giả dưới kia chính là người đại náo thành yêu quang năm đó. Hai, chuyện năm đó đúng là tạo hóa trêu người. Thanh Uyên Điểu nói xong, phi cầm xung quanh nàng đều thở dài bi phẫn. Tâm trạng sơn ưng lập tức sa sút, muội nói như vậy ta cũng nhớ ra rồi. Cường giả dưới kia chẳng phải là tên nhóc nhân tộc năm đó sao? Kể ra thì hắn còn là ân nhân của nhất mạch phi cầm chúng ta đấy. Đáng tiếc, tạo hóa trêu người, ông trời không phù hộ tộc phi cầm chúng ta. Lúc này, Thanh Uyên Điểu nghiêm giọng nói, vậy thì chưa chắc. Lão già hóa thê lương khốn kiếp kia chặt đứt khí vận của tộc phi cầm ta, chúng ta không thắng nổi, lẽ nào không thể xúi dục nhân tộc kia gây chuyện. Thằng nhóc mới bước vào Nguyên Anh ngày xưa có thể hủy diệt một tòa thành yêu quang có vô số cao thủ của ba đại tông môn nhân tộc trấn giữ. Ngày nay tiểu Nguyên Anh đã không còn là tiểu Nguyên Anh năm đó, có thể chém giết hung thú mạnh tương đương cảnh giới phân thần trung hậu kỳ chỉ với hai kiếm, chưa chắc không thể đại náo thiên trảm của hóa thê lương một lần. Sơn ưng chấn động. Trong đôi mắt ưng lóe lên tia sáng, ý muội là, hắn, có thể đi, dám đi đại náo thiên trảm của lão già khốn kiếp hóa thê lương kia. Trong đôi mắt sâu thăm thẳm Thanh Uyên Điểu cũng lóe lên tia sáng, năm đó nương nương từng nói người này phi phàm, bây giờ xem ra hắn quả thật không tầm thường. Hơn 100 năm trước, lúc mới chỉ là một tiểu nguyên anh hắn đã vì huynh đệ mà một mình đại náo thành yêu quang, thậm chí hủy diệt một tòa thành. Mà nay đã hơn 100 năm trôi qua, hắn đã trở thành cường giả mà chúng ta đều cảm thấy không sánh bằng, sao lại không dám đi đại náo thiên trảm của hóa thê lương chứ? Hơn nữa, huynh quên rồi à, năm đó hắn có một con trồn linh thú cũng bị lão già chết tiệt hóa thê lương bắt đi. Huynh nói xem nếu chúng ta nói cho hắn biết chuyện này, liệu hắn có đi đại náo thiên trảm hay không? Ha ha, bất kể cuối cùng hắn có đi hay không, nhất mạch phi cầm chúng ta nói cho hắn cũng có thể kết thiện duyên. Đi thôi, chúng ta xuống dưới gặp hắn. Nếu Dương Bách Xuyên ở đây, hắn nhất định sẽ nhận ra Thanh Uyên Điểu và Sơn Ưng chính là hai yêu tu phi cầm đi theo lão ma tước năm đó. Có điều theo lời của Thanh Uyên Điểu và Sơn Ưng, dường như sự việc ở thành yêu quang có ẩn tình khác. Sau khi Thanh Uyên Điểu nhận ra Dương Bách Xuyên, nàng ta bắt đầu tính kế hắn. Tiếc là Dương Bách Xuyên không nghe thấy. Lúc này, sau khi Dương Bách Xuyên thu 5 viên huyết tinh thạch, hắn cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện là một đám yêu tu phi cầm, trong đó người dẫn đầu là người hắn muốn tìm, Thanh Uyên Điểu. Dương Bách Xuyên đang muốn tìm Thanh Uyên Điểu để hỏi tung tích của con trồn. Lúc trước hắn không tìm thấy, còn tưởng nhất mạch phi cầm đều ra khỏi bí cảnh rồi. Bây giờ hắn lại thấy đối phương bay thẳng tới chỗ mình. Hầu Đậu Đậu và Bạch Khởi ở đằng xa cũng nhìn thấy một đám phi cầm từ trên cao bay về phía Dương Bách Xuyên. Hai người lập tức biến sắc, chạy tới chỗ Dương Bách Xuyên. Yêu tu lục địa và yêu tu phi cầm vốn bất hòa. Hầu Đậu Đậu và Bạch Khởi có thành kiến sẵn, cho rằng phi cầm sẽ gây bất lợi cho Dương Bách Xuyên. Nhưng Hầu Đậu Đậu đã quên Dương Bách Xuyên không phải yêu tộc. Quan tâm ắt loạn. Hầu Đậu Đậu, Bạch Khởi và phi cầm xuất hiện bên cạnh Dương Bách Xuyên gần như cùng lúc. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được Hầu Đậu Đậu và Bạch Khởi đang căng thẳng, bèn mỉm cười nói, không cần căng thẳng, ta quen Thanh Uyên Điểu kia.
Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn Thanh Uyên Điểu từ trên trời đáp xuống, hóa thành một cô gái trẻ mặc đồ xanh, rồi lại nhìn Sơn Ưng bên cạnh nàng ta, hắn lập tức nhớ về Thành Yêu Quang hơn 100 năm trước. Hai người này chính là hai yêu tu bên cạnh lão ma tước năm đó. 100 năm qua đi, tu vi của mình có tiến bộ, người ta cũng không nhàn rồi, cả hai đều đã trở thành đại yêu tương đương cảnh giới phân thần. Hầu Đậu Đậu và Bạch Khởi nghe thấy Dương Bách Xuyên nói vậy thì sửng sốt, không ngờ hắn lại quen biết Thanh Uyên Điểu tộc Phi Cầm. Sơn Ưng và Thanh Uyên Điểu là yêu vương dưới trướng đại yêu Phi Cầm lão ma tước Hồ Động Đình, khá nổi tiếng ở thánh địa Phi Cầm núi Ngô Đồng. Lúc này Diệp Vô Tâm cũng đã đi tới, đứng ở bên cạnh Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên ra hiệu cho ba người đừng căng thẳng, trong mắt hắn, Thanh Uyên Điểu và Sơn Ưng là yêu tu cảnh giới phân thần sơ kỳ. Kỳ thực trong bí cảnh thao thiết, ngoài Long Kiều Nam tộc Long Quy ra, hắn không để những người khác vào mắt, bởi vì có đủ thực lực. Chỉ có Long Kiều Nam mang khí tức cường đại có thể tính là tu vi cảnh giới phân thần trung kỳ. Thật ra trước khi đại điện sụp đổ, các tộc trong bí cảnh thao thiết đều kiêng dè tộc Phi Cầm. Bởi vì lúc trước pháp lực bị phong bế, tất cả mọi người không thể sử dụng pháp lực, cũng không thể phi hành, chỉ có tộc Phi Cầm chiếm ưu thế bẩm sinh, có thể tự do phi hành trong bí cảnh. Nhưng là bây giờ, sau khi đại điện cổ xưa sụp đổ, Phi Cầm trong bí cảnh cũng biến mất theo. Mọi người đã có thể sử dụng pháp lực, tộc Phi Cầm không còn ưu thế nữa. Vì vậy không có gì phải kiêng kè. Tuy nhiên, sau khi trói buộc pháp lực biến mất, rất nhiều tu sĩ đều rơi vào hồ máu, không đi thử xem có thật sự chạm vào được hay không. Ngay từ đầu Dương Bách Xuyên đã phát hiện ra. Nói một cách chính xác thì sau khi bình càn khôn thôn phệ và luyện hóa tàn hồn thao thiết cùng mảnh vỡ thiên trảm, trói buộc vô hình đã biến mất. Lúc này đối mặt tộc Phi Cầm, Hầu Đậu Đậu và Bạch Khởi nghe thấy giọng điệu của Dương Bách Xuyên tràn đầy tự tin thì cũng yên tâm. Nghĩ tới kiếm khí mạnh đến độ khiến tim người ta loạn nhịp cùng với thực lực của Dương Bách Xuyên khi chém giết 9 con hung thú vừa nãy, mấy tên Phi Cầm chẳng nhằm nhò gì. Bọn họ tránh sang một bên chờ đợi là được. Dù sao cũng muốn nghe xem nhất mạch Phi Cầm muốn làm gì. Có vẻ như đối phương không có ác ý gì. Lúc này cô gái do Thanh Uyên Điểu hóa thành đã đi tới. Nàng ta nhìn thẳng vào Dương Bách Xuyên, sau đó chậm rãi thi lễ, Thanh Uyên núi Ngô Đồng thuộc nhất mạch Phi Cầm bái kiến Dương đạo hữu. Từ biệt ở thành Yêu Quang đã hơn 100 năm, chẳng hay đạo hữu còn nhớ thiếp chăng? Dương Bách Xuyên cười khẽ, Thanh Uyên Điểu và Sơn Ưng theo bên cạnh lão ma tước năm đó. Tất nhiên Dương Mỗ vẫn nhớ như in. Vậy thì tốt rồi, Thanh Uyên Điểu còn lo mở lời với Dương Bách Xuyên như thế nào, không ngờ đối phương vẫn còn nhớ mình. Như vậy cũng dễ xử lý, hai bên nhận ra nhau thì có cơ sở nói chuyện. Thanh Uyên cô nương, đúng lúc Dương Mỗ có vài điều muốn hỏi thăm về chuyện Thành Yêu Quang năm đó, không biết Thanh Uyên cô nương có thể giải đáp thắc mắc cho Dương Mỗ hay không? Dương Bách Xuyên nói thẳng. Thanh Uyên Điểu nghe hắn nói vậy, trong lòng thoáng động tâm tư. Nàng ta cười khẽ, lần này Thanh Uyên tìm đạo hữu cũng liên quan đến chuyện năm đó. Xem ra chúng ta có chung đề tài. Ồ, mời nói, Dương Bách Xuyên nói. Có lẽ chuyện ta muốn nói và chuyện đạo hữu muốn hỏi là cùng một việc, liên quan đến thiếu chủ tiểu phượng hoàng của tộc Phi Cầm ta và con trồn linh thú của đạo hữu sau khi Dương đạo hữu bị hóa thê lương đưa đi. Thanh Uyên Điểu nhìn vào mắt Dương Bách Xuyên và nói. Đây chính là chuyện ta muốn hỏi. Năm đó sau sự việc Thành Yêu Quang, con trồn nhà ta và tiểu phượng hoàng đều rời đi cùng lão ma tước của tộc Phi Cầm các ngươi. Không biết hiện tại họ có ở núi Ngô Đồng hay không? Sau khi hỏi xong, Dương Bách Xuyên hơi căng thẳng. Hắn sợ nhất là Thanh Uyên Điểu trả lời không ở. Nhưng đúng là nghĩ gì thì linh đó. Không ở, giọng Thanh Uyên Điểu hơi hưu quạnh. Không ở, họ đi đâu rồi? Dương Bách Xuyên gặng hỏi. Tim đập thình thịch. Thanh Uyên Điểu thở dài, nhưng trong lòng lại vui vẻ, thầm nghĩ mình đã cược đúng. Nhìn dáng vẻ căng thẳng của Dương Bách Xuyên có thể thấy hắn thật lòng quan tâm con trồn và tiểu phượng hoàng. Sau đó, nàng ta căm phẫn nói, năm đó thiếu chủ tiểu phượng hoàng của tộc ta và con trồn của đạo hữu không được động đình nương nương đón tới núi Ngô Đồng, mà bị hóa thê lương cưỡng ép bắt đi. Chắc hẳn đạo hữu cũng biết hóa thê lương là sứ giả biên giới. Nhất mạch Phi Cầm chúng ta không dám nói gì. Hơn 100 năm rồi, không biết thiếu chủ của tộc ta và con trồn còn sống hay đã chết. Chúng ta không có bản lĩnh xông vào thiên trảm của hóa thê lương. Mặt Dương Bách Xuyên biến sắc,
Hắn không ngờ cuối cùng Tiểu Phượng Hoàng và con trồn lại bị Hóa Thê Lương bắt đi chứ không phải đi theo lão ma tước. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ thiên phú của Tiểu Phượng Hoàng và con trồn đã bị Hóa Thê Lương để mắt. Tiểu Phượng Hoàng là thần điểu hàng thật giá thật, theo lời sư phụ thì thần thú ở tu chân giới đã tuyệt chủng rồi. Mà Tiểu Phượng Hoàng lại là thần điểu, thần thông thiên phú khiến bách tộc hâm mộ. Thậm chí trong mắt những tộc khác, thần điểu là lô đỉnh tu luyện tối cao vô thượng, cũng có thể bị luyện thành đan dược hoặc tà pháp. Tóm lại thần thú thần điểu là chí bảo trên thế gian. Con trồn thì càng khỏi cần nói, nó có thiên phú tầm bảo, là thần thú tầm bảo mà là tất cả các tu sĩ khao khát. Con đường tu chân hao tài tốn của, ai mà chẳng muốn có một con thần thú tầm bảo. Nhớ năm xưa con trồn xuất hiện ở Sơn Hải giới đã bị rất nhiều tu sĩ Sơn Hải giới truy bắt, bọn họ coi trọng năng lực tầm bảo của nó. Hồi ấy tuy Dương Bách Xuyên chỉ quen biết Tiểu Phượng Hoàng một ngày, nhưng thần xui quỷ khiến hắn tự tay ấp nở nàng, Tiểu Phượng Hoàng sinh ra đã thân thiết với Dương Bách Xuyên. Cuối cùng hai người gọi nhau là huynh muội, hắn đặt tên cho Tiểu Phượng Hoàng là Dương San Hồng. Tình cảm là điều Dương Bách Xuyên coi trọng nhất, nếu Tiểu Phượng Hoàng xảy ra chuyện gì, Dương Bách Xuyên có đau lòng không? Đáp án là khẳng định. Con trồn thì càng khỏi cần nói. Nó là đồng bọn đi theo Dương Bách Xuyên sớm nhất, mang đến cho hắn không chỉ niềm vui. Trong lòng hắn, con trồn không phải linh sủng mà là người thân. Dương Bách Xuyên không muốn cả hai xảy ra chuyện. Nghe Thanh Uyên Điểu nói xong, cõi lòng Dương Bách Xuyên chịu nặng. Hắn không dám nghĩ theo chiều hướng xấu, nhưng toàn thân vẫn tỏa ra hơi lạnh. Thanh Uyên Điểu cảm nhận được hơi thở lạnh lùng trên người Dương Bách Xuyên, trong lòng thầm nở nụ cười. Mục đích của nàng ta đã đạt được, chỉ cần Dương Bách Xuyên hận Hóa Thê Lương là được, bất kể hắn có đi đại náo thiên trảm của Hóa Thê Lương hay không, chuyện này đều là cơ hội đối với tộc Phi Cầm. Tộc Phi Cầm luôn muốn đón Tiểu Phượng Hoàng đến núi Ngô Đồng, bọn họ quá cần một vương giả có thể thống lĩnh Phi Cầm. Thật ra ở Sơn Hải giới, tộc Phi Cầm sống rất gian nan, lại còn chia năm xẻ bảy. Nếu Tiểu Phượng Hoàng có thể tới núi Ngô Đồng thì đó là tin mừng lớn nhất của tộc Phi Cầm. Thanh Uyên xin từ biệt Dương đạo hữu, ngày sau mời đạo hữu đến thăm núi Ngô Đồng, nương nương nhà ta nhất định sẽ vui vẻ. Nếu đạo hữu muốn đi thiên trảm, tộc Phi Cầm ta sẵn lòng giúp đỡ đạo hữu. Thanh Uyên điều mập mờ nói. Làm phiền rồi, đi thong thả. Dương Bách Xuyên nhìn Thanh Uyên điều, sao hắn lại không nhìn ra Thanh Uyên điều đang tính kế xúi dục hắn đi đại náo thiên trảm của Hóa Thê Lương kia chứ? Nhưng vì Tiểu Phượng Hoàng và con trồn, dường như hắn không có sự lựa chọn nào khác. Hắn nhất định phải đến thiên trảm tìm Hóa Thê Lương, đòi lại Tiểu Phượng Hoàng và con trồn. Nếu Hóa Thê Lương không trả, hắn đại náo thiên trảm thì sao nào? Dương Bách Xuyên nhìn theo nhóm Thanh Uyên Điểu rời đi. Hắn còn chưa nói gì, Hầu Đậu Đậu ở bên cạnh đã sốt sắng lên tiếng. Đại ca, chúng ta đi tìm cái tên Hóa Thê Lương gì đó đòi lại lão đại đi. Trong lòng Hầu Đậu Đậu, con trồn là đồng bọn thời thơ ấu. Tình cảm giữa hai đứa nó chẳng kém gì Dương Bách Xuyên. Khi nào ra khỏi bí cảnh chúng ta sẽ đi tìm Hóa Thê Lương. Dương Bách Xuyên gật đầu, trầm giọng nói. Bề ngoài hắn tỏ ra bình tĩnh, song trong lòng có hơi bất an. Hắn cứ tưởng Tiểu Phượng Hoàng và con trồn sống tốt, nào ngờ lại nhận được tin tức này. Hóa Thê Lương là sứ giả biên giới, là người được một thế lực lớn nào đó phái tới trấn thủ Sơn Hải giới. Trước đây lão ta có thể xé rách không gian đưa mình về trái đất, từ đó có thể nhìn ra tu vi cao cường. Dương Bách Xuyên không dám nghĩ con trồn và Tiểu Phượng Hoàng rơi vào tay Hóa Thê Lương sẽ ra sao. Vâng, ánh mắt Hầu Đậu Đậu đong đầy lo lắng, nhưng nghe cuộc đối thoại giữa Thanh Uyên Điểu và đại ca Dương Bách Xuyên, nó cũng đoán được Hóa Thê Lương không tầm thường. Mọi người đi trước đi, ra ngoài bí cảnh chờ ta. Ta đi tìm Hạ Thiền Sư Tỷ. Dương Bách Xuyên nghĩ đến Hạ Thiền bị Quan Thiên Ngạo giấu ở một nơi nào đó trong bí cảnh, bèn bảo ba người Hầu Đậu Đậu đi trước. Ta đi với ngươi, ta cũng lo lắng cho sự an nguy của Hạ Tỷ Tỷ. Diệp Vô Tâm lên tiếng. Hầu Đậu Đậu và Bạch Khởi cũng tỏ ý muốn đi cùng Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên bất đắc dĩ nói, Quan Thiên Ngạo chết rồi, hung thú trong bí cảnh cũng bị diệt trừ, không còn nhân tố nguy hiểm nữa. Mọi người ra ngoài trước chờ ta. Hạ Thiền bị Quan Thiên Ngọa giấu ở xa bí cảnh, ta tìm được nàng sẽ ra ngoài ngay. Chấm chấm chấm. Hầu Đậu Đậu và Bạch Khởi đi rồi. Dương Bách Xuyên đã nói vậy,
bọn họ cũng không kiên trì nữa. Dù sao hiện giờ tên họ Dương nào đó cũng là nhân vật vô địch trong mắt bọn họ, không ai có thể làm hắn bị thương. Diệp Vô Tâm thì nằng nặc đòi đi theo, Dương Bách Xuyên bó tay hết cách, đành phải cho nàng đi cùng. Dù sao Hạ Thiền cũng là tỉ muội tốt của Diệp Vô Tâm. Đương nhiên Ngô Mặc Thu đang ẩn thân cũng có mặt, nàng là cái bóng của tên họ Dương nào đó. Có sư phụ ở đây, việc tìm kiếm Hạ Thiền trở nên đơn giản. Trước đó sư phụ đã tra xét được khí thức của người khác trên người Quan Thiên Ngạo, bây giờ Dương Bách Xuyên nói với sư phụ là muốn tìm người, giọng nói của Vân Thiên Tà trực tiếp vang lên trong đầu hắn, 300 dặm phía tây nam có một ngọn núi đá đỏ, sườn núi bên phải có một sơn động, khí tức ở đó. Được rồi, không có việc gì thì đừng làm phiền ta. Vân Thiên Tà vẫn là dáng vẻ làm theo ý mình. Sau khi nói đáp án cho Dương Bách Xuyên, ông ấy không nói thêm gì nữa. Dương Bách Xuyên đã quen rồi. Hắn định đi tới núi đá đỏ cách 300 dặm phía tây nam. Sư phụ đã nói là khí tức ở đó thì 89 phần 10 sẽ không sai. Hắn biết thần thức của sư phụ mạnh cỡ nào. Đối với sư phụ Vân Thiên Tà mà nói, tìm người đơn giản như ăn kẹo. Chấm chấm chấm. Trong lúc Dương Bách Xuyên đi tới núi đá đỏ phía tây nam, một con rắn to đen xì toàn thân đẫm máu xuất hiện ở gần núi đá đỏ. Chớp mắt nó đã biến thành một người phụ nữ yêu dị, mà cũng có thể nói là đàn ông. Nếu Dương Bách Xuyên ở đây thì chắc chắn hắn sẽ nhận ra người này là ả M Dương Xà kia. M Dương Xà cất giọng the thé nói khẽ thật đáng sợ. Không ngờ trong hồ máu kia lại nuôi dưỡng hung thú. May mà mình chạy nhanh, nếu không suýt chút nữa thì mất mạng. Sau đó, M Dương Xà lại dùng giọng nói ồm ồm, lần này xuất sơn đúng là xui xẻo. Không cướp được tiên bảo cũng thôi đi, mảnh vỡ thiên trảm càng không có tung tích. Bây giờ thì hay rồi, khắp người toàn vết thương, con cóc cũng chết rồi, sau này thiếu một người láng giềng cũ. Hai, đợi điều dưỡng xong mình sẽ về núi. Một giọng nói the thé, một giọng nói ồm ồm, đây là đặc điểm riêng của thể lưỡng giới. Thật ra sau khi M Dương Xà này hóa hình, ả cũng có hai đầu. Chẳng qua là bên nữ thích đẹp, không cho bên nam ló mặt, cho nên nhìn bề ngoài ả có dáng vẻ yêu dị nam không ra nam, nữ không ra nữ. Ồ, người có ngửi thấy mùi gì không? Giọng nói the thé hỏi. Giọng mũi ồm ồm trả lời, hình như là mùi nhân loại. M Dương Xà nói đến đây, hai mắt chợt sáng ngời. Ả đi theo mùi hương tới một tảng đá dưới chân núi thì dừng lại. Ta bảo mà, thì ra là có người ở trong sơn động. Đúng lúc mình đang bị thương, đi vào giao hợp để khôi phục pháp lực thôi. Dầm. Ả vung tay lên, tảng đá to vỡ nát. Quả nhiên một cửa động rộng 3 mét vuông xuất hiện. M Dương Xà cười he he chui vào trong sơn động. Chấm chấm chấm. Sau khi M Dương Xà vào sơn động không lâu, Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm từ chân trời bay tới. Từ xa hắn đã nhìn thấy một ngọn núi đá đỏ sừng sững. Thu Nhi hiện thân tìm xung quanh xem có sơn động không. Dương Bách Xuyên nói với Diệp Vô Tâm. Hắn vừa dứt lời, Diệp Vô Tâm đã chỉ về phía trước, chẳng phải bên kia có một cái sao. Qua đó xem thử, theo ta biết Quan Thiên Ngạo nhốt Hạ Thiền sư tỷ ở trong sơn động núi đá đỏ này. Nếu không có sơn động nào khác thì chắc là chỗ này rồi. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi vào sơn động. Sơn động này hoàn toàn là đá đỏ. Đi vào trong sơn động, trên vách đá hai bên loáng thoáng phản xạ ánh sáng màu đỏ nhạt chứ không phải đen ngòm. Sau khi đi được hơn 10 mét, Ngô Mặc Thu đột nhiên cất lời, tiên sinh, ta ngửi thấy khí tức của tên M Dương Xà lúc trước ở đây. Mặt Dương Bách Xuyên biến sắc, nghe Ngô Mặc Thu nói vậy, hắn cũng phát hiện trong không khí có khí tức của M Dương Xà. Hắn lập tức nhắm mắt lại, phóng linh thức cường đại ra ngoài. Một giây sau, Dương Bách Xuyên giận bay màu, sát ý bùng nổ. Sao thế, Diệp Vô Tâm và Ngô Mặc Thu đều bị sát ý trên người hắn dọa sợ. Đừng hỏi nữa, đi mau, Hạ sư tỷ gặp nguy hiểm. Nói xong hắn vội vàng lao đi, Diệp Vô Tâm và Ngô Mặc Thu theo sát phía sau. Dương Bách Xuyên mang theo sát ý ngút trời xông về phía trước với tốc độ nhanh nhất. Vừa rồi hắn phóng linh thức ra ngoài, không ngờ lại trông thấy trong động đá vôi cách hơn 10 mét ở phía trước, tên lưỡng tính bất nam bất nữ mà M Dương Xà biến thành đang cởi quần áo của Hạ Thiền. Mà Hạ Thiền thì ở trong trạng thái toàn thân mềm nhũn,
hình như không thể động đậy. Dương Bách Xuyên nổi giận. Tên khốn Quan Thiên Ngạo nhốt Hạ Thiền ở đây, chính hắn ta cũng không ngờ tên quái vật M Dương Xà sẽ tìm đến. Dương Bách Xuyên nhớ là Hầu Đậu Đậu nói M Dương Xà dâm đáng, tức thì ra đầu tê dần. Hắn nhủ bụng mình phải chạy mau cho kịp, nếu muộn thêm chút nữa thì Hạ Thiền sẽ bị tên quái vật lưỡng tính M Dương Xà này lấy âm bổ dương. Khoảng cách hơn 10 mét thoáng cái đã đến nơi. Sơn động có hình chữ thất chi, đi qua là tới một hang động lớn. Dương Bách Xuyên nén giận, không phát ra âm thanh, định tung một đòn giết chết âm dương xà. Nhưng khi hắn đến hang động lại không thấy M Dương Xà đâu, chỉ có Hạ Thiền trần truồng nằm trên tảng đá lớn. Nàng đang ngọ nguậy, ánh mắt mơ màng, phát ra tiếng thở dốc. Sau đó, Diệp Vô Tâm và Ngô Mặc Thu cũng nhìn thấy. Á! Hai người nhìn thấy Hạ Thiền trần truồng nằm trên tảng đá lớn, lập tức thốt lên đầy kinh ngạc. Lúc này tên họ Dương nào đó mới như sực tỉnh khỏi cơn mơ, hắng giọng nói, à thì, hai người đi tìm y phục mặc cho Hạ sư tỷ đi. Rõ ràng là lúc nãy ta nhìn thấy M Dương Xà, nhưng sau khi vào lại không thấy. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa đi vào hang động, hai người phía sau vội vàng đi đến chỗ Hạ Thiền. Thật ra cả hang động chỉ khoảng 6-70 mét vuông, không gian không lớn lắm, hơn nữa liếc mắt một cái là nhìn được bao quát, không có cửa động nào khác ngoài một cửa ra vào. Vách đá xung quanh cũng bằng phẳng, không thể ẩn nấp. Nhưng Dương Bách Xuyên biết kẻ mà linh thức của hắn nhìn thấy chính là tên yêu dị do âm dương xà hóa thành, không thể sai được. Hắn sợ đánh rắn động cỏ nên sau khi linh thức phát hiện ra M Dương Xà, hắn không phát ra âm thanh. Muốn tiến vào tung một đòn giết chết đối phương. Ai dè chỉ chớp mắt đối phương đã biến mất không còn tăm hơi. Điều này rất kỳ lạ. Do đó, Dương Bách Xuyên cho rằng M Dương Xà vẫn đang ở trong sơn động, chẳng qua là ả dùng thủ đoạn nào đó ẩn nấp mà thôi. Dương Bách Xuyên không đi xa mà đứng cách cửa ra vào 3 mét, phóng tầm mắt quan sát từng chút một hòng tìm kiếm M Dương Xà. Mà lúc này, Diệp Vô Tâm đang mặc đồ cho Hạ Thiền trên tảng đá lớn bằng phẳng bỗng nói, sao ta lại cảm thấy đầu óc choáng váng thế nhỉ? Hình như ta cũng cảm thấy bất thường, Ngô Mặc Thu đột nhiên lên tiếng. Hai người mau mặc xong quần áo cho Hạ sư tỷ đi. Dương Bách Xuyên liếc nhìn ba người, cứ cảm thấy làn da như ngọc và vóc dáng nóng bỏng của Hạ Thiền khiến toàn thân hắn bốc lửa. Hạ tỷ tỷ bị phong ấn toàn thân rồi, trước tiên chúng ta giải phong ấn cho tỷ ấy rồi tính tiếp. Cơ thể không nhúc nhích được, Diệp Vô Tâm nói. Nghe vậy tên họ Dương nào đó ép mình quay đi, tiếp tục tìm kiếm vị trí của M Dương Xà. Điều kỳ lạ là hắn dùng linh thức cũng không tìm thấy đối phương. Diệp Vô Tâm và Ngô Mặc Thu bắt đầu dùng công lực trên người Hạ Thiền, giải trừ phong ấn cho nàng. Khoảng 2-3 phút sau, Dương Bách Xuyên cảm thấy toàn thân càng lúc càng nóng, khiến hắn muốn cởi đồ luôn. Hơn nữa tiếng thở dốc của Hạ Thiền văng vẳng bên tai càng làm cho hắn mơ màng. Ngay sau đó, trong đại sảnh trống trải đột nhiên vang lên tiếng cười khanh khách, ta thấy đến lúc rồi. Khí tức lưỡng giới của chúng ta không màu không mùi, ngay cả lão quái vật hợp thể trong truyền thuyết cũng chúng chiêu chứ đừng nói chi đến cảnh giới phân thần, càng khỏi nói tới bọn họ. Giờ đã đến lúc chúng ta ra ngoài hưởng thụ rồi, thằng nhãi kia thuộc về ngươi, ba cô gái thuộc về ta, ha ha. Tiếng cười ồm ồm vang lên. Nghe thấy giọng nói này, Dương Bách Xuyên giật mình quay phát lại, nhưng cả người choáng váng suýt thì ngã quỵ. Lúc xoay người, hắn nhìn thấy ở một góc của tảng đá to bằng phẳng có một con rắn nhỏ màu đỏ chỉ dài nửa thước, hòa lẫn với tảng đá, chính là con rắn hai đầu hoặc gọi là M Dương Xà. Bây giờ hắn mới hiểu ra vì sao mình không tìm thấy. Thì ra M Dương Xà biến thành màu đỏ, thu nhỏ cơ thể bò lên tảng đá to. Lúc nãy linh thức của hắn tìm khắp không gian nhưng không tìm trên tảng đá lớn, bởi vì Hạ Thiền đang trần truồng, hắn ngại không dám nhìn. Tiếng nói chuyện ồm ồm vừa rồi chẳng phải là giọng nói lúc thì ồm ồm, lúc thì the thé của M Dương Xà kia sao? Hiện giờ Dương Bách Xuyên vô cùng nhức đầu, hắn biết mình đã trúng độc của M Dương Xà. Điều quan trọng là hình như loại độc này làm cho cơ thể hắn nóng lên, ý thức bắt đầu mơ hồ. Không biết Diệp Vô Tâm và Ngô Mặc Thu trên tảng đá lớn đã cởi đồ ra từ bao giờ. Hình ảnh quá cay mắt, à không phải, là quá đẹp đến mức khiến người nào đó họ Dương phải kinh hồn bạt vía. Chủ yếu là hắn biết,
lúc này mấy người bọn họ đều bị lừa, bị con em mờ Dương xà chết tiệt đó lừa một vố. Trong nháy mắt, con rắn nhỏ hóa thành dáng vẻ mà Dương Bách Xuyên từng gặp, thay đổi luân phiên giữa đực và cái để nói chuyện. Sau khi Dương Bách Xuyên nghe được thì lập tức nôn mửa, chó má đúng là ăn thông cả âm lẫn dương mà, vừa nghĩ đến đã cảm thấy buồn nôn rồi. Đúng lúc này em mờ Dương xà vặn vẹo thân mình nhảy xuống khỏi tảng đá, thè lưỡi liếm láp, cặp mắt màu xanh biếc phát ra ánh sáng, cười khúc khích nói, bé ngoan, tỷ tỷ đây sẽ yêu thương ngươi nè. Lông tóc khắp người Dương Bách Xuyên dựng đứng hết cả lên. Lúc này toàn thân hắn mềm nhũn, quan trọng hơn là ý thức đang dần mơ hồ, lúc nhìn về phía em mờ Dương xà thì cũng từ một biến thành hai cái bóng. Hắn thật sự rất muốn vung một chưởng đập nát tên biến thái này. Nhưng, tình hình không được tốt cho lắm, lúc hắn vận chuyển thúc dục chân khí, hoàn toàn không phát hiện ra chút độc nào trong cơ thể. Khi khi, tiểu ca ca đừng tốn công vô ích nữa. Bổn tọa là giao xà lưỡng tính, bản tính dâm đáng, thứ lợi hại nhất của tỷ tỷ ta không phải là xà độc, mà là thiên phú đặc biệt của cơ thể lưỡng tính này có thể tiết ra được độc khí giao hợp vô hình vô vị, thâm nhập nguyên thần. Sẽ khiến tiểu ca ca ngươi cảm thấy sung sướng từ tận nguyên thần sâu thẳm, đến đây đi, để tiểu tỷ tỷ thương ngươi nào, đợi lát nữa sẽ qua chăm sóc cho ba đại mỹ nữ sau, dầm, dầm, dầm. Khi đang nói chuyện, em mờ Dương xà vung tay lên. Dương Bách Xuyên đã bị ném lên một tảng đá bằng phẳng cực lớn, rồi sau đó em mờ Dương xà nhẹ nhàng đặt bàn tay trắng nõn thon dài của mình lên mặt Dương Bách Xuyên, gương mặt yêu dị của ả cũng nhếch miệng lên rồi dướn lại gần. Giờ khắc này Dương Bách Xuyên chỉ hận mình không thể chết luôn cho rồi. Nghĩ đến việc hắn bị một con quái vật âm không ra âm dương không ra dương xâm phạm, hắn lập tức cảm thấy buồn nôn. Nhưng dâm độc của em mờ Dương xà lại vô cùng lợi hại. Khiến toàn thân nhũn ra muốn cử động nhưng lại không thể làm gì được. A lão già chết tiệt kia, người mà không chịu ra tay nữa là con sẽ hận người một vạn năm. Dương Bách Xuyên không chịu đựng được việc sự trong trắng của mình bị hủy hoại trong tay của một con quái vật được cái lẫn lộn, lập tức dồn sức hô to. Lúc này cũng chỉ có thể trông cậy vào sư phụ Vân Thiên Tà ra tay. Em mờ Dương xà nghe thấy Dương Bách Xuyên gọi, lập tức hốt hoảng. Phản xạ có điều kiện nhìn về phía cửa động. Kết quả chẳng phát hiện ra gì cả. Ngay sau đó ả hoàn hồn lại, thở phào nhẹ nhõm, cười hì hì nói với Dương Bách Xuyên, tiểu ca ca thật nghịch ngợm, đến giờ phút này rồi mà còn gọi sư phụ, người gọi thêm một tiếng cho tỷ tỷ nghe nào, ha ha ha. Chỉ là một con xà yêu còn con mà thôi, thằng nhóc thối nhà con định bó tay chịu trói à. Vào lúc này, một giọng nói già nua phát ra từ trong cơ thể Dương Bách Xuyên. Bấy giờ sắc mặt của em mờ Dương xà lập tức thay đổi, ả bất chợt cảm thấy không ổn, xoay người định chạy trốn nhưng khi vừa mới nhích người, ả lại phát hiện thân thể của mình cứng đờ, giống như cái đinh bị đóng chặt xuống đất, như thể dưới chân mọc rễ vậy. Ngươi, chuyện gì xảy ra vậy? Em mờ Dương xà hoảng sợ, ngoại trừ miệng có thể nói ra thì toàn thân không thể động được mảy may. Dương Bách Xuyên biết lão già vừa ra tay, tức thì thở phào nhẹ nhõm. Con bảo này lão già chết tiệt, đến lúc đó người nhớ phải giải trừ dâm độc ghê tởm này cho con đấy nhá. Dương Bách Xuyên vô cùng buồn bực, cơ thể của hắn vẫn rất mềm, ý thức cũng mơ mơ màng màng, nhưng ít nhất thì hắn vẫn có thể giữ cho linh thai tỉnh táo. Cũng chẳng phải loại độc có hại cho cơ thể, cùng loại với độc hợp hoan thôi, thâm nhập nguyên thần, muốn giải độc thì đã có sẵn giải dược rồi. Cần gì phải lãng phí lực lượng thần hồn của vi sư chứ? Cái thằng nhóc thối nhà con chả biết thừa thần hồn của vi sư đang trong trạng thái như thế nào rồi còn gì, tự mà giải quyết đi. Dứt lời ông lại nói thêm, còn ngẩn ra làm gì nữa, không mau đứng dậy giải quyết con xà yêu này đi. Định lãng phí lực lượng thần hồn của vi sư à? À đúng rồi, trong cơ thể của con rắn này còn sót lại một viên yêu đan. Tuy rằng là một con rắn nhỏ có tu vi không cao nhưng nó lại là loài rắn lưỡng tính hiếm thấy, yêu đan có thể dùng để luyện chế đan hợp hoan. Kha kha, đây sẽ là bảo bối có tác dụng vô cùng kỳ diệu, cho dù thần tiên trúng độc thì cũng phải mò xuống hạ giới để xem heo nái, ha ha. Nói đến vế sau, Vân Thiên Tà nở một nụ cười cực kỳ tà ác. Sau khi tiếng nói của lão già vang lên, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy sâu trong cơ thể chợt truyền đến một luồng sức mạnh. Toàn thân lập tức có sức trở lại. Lão già chết tiệt, người đang nói cái gì vậy, mau mau giải độc cho chúng con đi.
Dương Bách Xuyên nghe thấy mấy lời không đáng tin cậy đó của sư phụ, chỉ hận không thể đánh sư phụ một trận tơi bời, có thể nói, lúc này Dương Bách Xuyên rất muốn đấm cho lão già một quyền. Nhưng mà mặc dù hắn với sư phụ vẫn đang đấu võ mồm qua lại, nhưng tay hắn lại không nhàn rỗi. Trước gương mặt hoảng sợ của em mờ Dương Xà, hắn giơ kiếm đồ long lên, không hề chớp mắt lấy một cái, giơ kiếm thuận thế chém ra một nhát. Không, không không không, a! À. Em mờ Dương Xà hét thảm một tiếng, bị Dương Bách Xuyên chém thành hai nửa. Ngay sau đó, một viên yêu đan xuất hiện định chạy trốn, yêu đan của yêu tộc cũng giống như nguyên anh của tu chân giả, đều là nơi cư trú của nguyên thần, thân thể diệt vong nhưng chỉ cần yêu đan vẫn còn, tới được cấp bậc đại yêu giống như con em mờ Dương Xà này thì chỉ cần yêu đan chạy trốn được là có thể đoạt xá trùng tu. Nhưng sao Dương Bách Xuyên có thể cho em mờ Dương Xà cơ hội trốn thoát chứ? Hắn phất tay lên, chân khí hóa hình bắt trọn yêu đan của âm Dương Xà trong lòng bàn tay. Bên trong viên yêu đan màu xanh biếc có thể nhìn thấy một con rắn nhỏ hai đầu đang bơi lội trong đó, liên tục xin tha tiểu ca ca, tha mạng tha mạng. Hừ, trước đó Dương Bách Xuyên suýt chút nữa bị tởm chết bởi hành động của em mờ Dương Xà, sao có thể tha cho ả được. Hơn nữa, nếu hôm nay không có lão già, hắn và ba người phụ nữ của mình chẳng những sẽ bị con xà yêu này làm cho ghê tởm, mà sau xong việc sẽ chỉ có một con đường chết là bị ả luyện hóa cắn nuốt nữa. Đương nhiên Dương Bách Xuyên sẽ không bỏ qua cho em mờ Dương Xà. Hắn trở tay phong ấn nó lại, tiện tay ném viên yêu đan vào trong không gian bình càn khôn. Chẳng phải lão già đã nói, em mờ Dương Xà là rắn lưỡng tính hiếm thấy đấy à, yêu đan có thể dùng để luyện chế đan hợp hoan. Ngay cả thần tiên cũng phải trúng chiêu, giữ lại yêu đan của em mờ Dương Xà để luyện chế thành đan hợp hoan, sau này mình không cần thì lấy ra hố người khác một vố cũng khá hay, he he. Sau khi thu hồi yêu đan của em mờ Dương Xà, Dương Bách Xuyên nhìn thi thể bị hắn chém thành hai nửa ở dưới chân, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, đá đá hai phát rồi đi ra khỏi sơn động. Lúc này hắn cảm thấy khắp người càng ngày càng khô nóng, lại vận chuyển chân khí cố gắng áp chế lại, nhưng cũng vô dụng. Thằng nhóc thối, ta đã nói loại dâm độc này thâm nhập nguyên thần rồi mà, dù chân khí của con có mạnh đến đâu thì cũng vô dụng thôi, có sẵn giải dược nơi đó rồi sao không giải độc đi. Đừng bảo vi sư không nhắc nhở con, càng để lâu càng khó giải độc, đừng nói chính con mà ngay cả ba đại mỹ nữ cũng khó giữ tính mạng ấy chứ, không giải độc thì nguyên thần sẽ bị thiêu đốt, chính là vậy đó. Cũng đừng có hy vọng vi sư sẽ hao phí lực lượng thần hồn để giải độc cho mấy đứa. Không có việc gì thì đừng quấy rầy ta, mà có quấy rầy thì ta cũng không để ý tới con đâu. Tiếng lải nhải của Vân Thiên Tà dần dần im bặt. Ê ê ê, lão già chết tiệt, người mau quay lại. Gào to mấy tiếng liên tiếp nhưng đều là đá chìm đáy biển. Dương Bách Xuyên vô cùng sầu não. Tạo nghiệp mà, sao ta lại bái một sư phụ như vậy chứ? Giờ phút này ba người phụ nữ đang nằm trên tảng đá rõ ràng đã mất đi ý thức, tiếng ưm càng ngày càng dồn dập, người nào đó họ Dương vừa mới khôi phục được một chút sức lực nghe vậy thân thể lại mềm nhũn cả ra. Toàn thân nóng ran lên, cơn nóng lúc này phát ra từ nguyên thần. Lúc này hắn ý thức được, hình như lão già không nói dối, để càng lâu càng khó giải độc, nguyên thần sẽ tự bốc cháy, đến lúc đó chỉ còn lại một con đường chết. Nhìn ba đại mỹ nữ trần truồng nằm trên tảng đá lớn, toàn thân bọn họ đỏ bừng, chính là dấu hiệu nguyên thần đang nóng lên. Người nào đó họ Dương nuốt nước miếng ửng ực, nhưng hắn không dám. Ngô Mặc Thu thì không nói làm gì, nàng là người một nhà, có bảo gì thì cũng nghe lời răm rắp. Diệp Vô Tâm lại có tình có nghĩa với mình, hắn có thể cảm nhận được, mà chính hắn cũng có tình cảm với Diệp Vô Tâm, hơn trăm năm trước đã có rồi. Chỉ là hai người bọn họ vẫn chưa đâm thủng một tầng giấy mỏng mà thôi. Hạ Thiền thì lại khác, chỉ là sư tỷ hời mà hắn mới quen chưa được bao lâu. Dương Bách Xuyên nhìn ra được, Hạ Thiền là một nữ tử rất quyết đoán, nhớ đầu ấy ấy với nàng xong. Người nào đó họ Dương không dám đảm bảo nàng sẽ làm gì sau khi tỉnh lại nữa. Nhưng lùi lại một bước mà nói, giờ phút này ba người bọn họ đều trong trạng thái mất ý thức, như vậy. Chẳng phải là hắn đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của à. Tuy rằng người nào đó họ Dương thích người đẹp nhưng hắn chưa từng làm ra những chuyện kiểu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hơn nữa, trong một lần gặp được ba đại mỹ nữ xinh đẹp tựa thiên tiên,
hắn cũng chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế. Chính hắn cũng theo thời gian dần trôi, dục vọng trong lòng càng lúc càng lớn, cơ thể hắn như muốn nổ tung vậy. Hắn khổ mà không nói nên lời, trong lòng thầm nguyền rủa sư phụ Vân Thiên Tà 100 lần, nhưng lão già không thèm đáp lại, có thể là do ông đã chặn liên lạc từ hắn. Làm sao bây giờ? Dương Bách Xuyên dậm chân. Nếu cứ tiếp tục kỳ kèo, bốn người bọn họ sẽ toi mất. Trong một giây phút, người nào đó họ Dương nhìn ba đại mỹ nhân trần truồng nằm trên tảng đá lớn, gầm lên một tiếng như dã thú rồi lao thẳng đến. Trong lòng tự thôi miên bản thân, ta là vì cứu người, ta là vì cứu người. Sự cám dỗ từ mùi thơm cơ thể và xúc cảm da thịt lập tức chặt đứt cọng rơm cuối cùng trong lòng người nào đó họ Dương, mà độc tính trong cơ thể hắn cùng quét sạch chút ý thức cuối cùng, chỉ còn lại những bản năng nguyên thủy nhất. Ngày này được định sẵn là ngày điên cuồng nhất từ trước tới giờ của người nào đó họ Dương. Bão táp trong sơn động qua đi, ba nữ một nam mắt to trừng mắt nhỏ. Giờ phút này người nào đó họ Dương và ba người phụ nữ đều đã ăn mặc chỉnh tề, nghĩ đến cảnh tượng bốn người bọn họ lần lượt tỉnh lại lúc trước, hắn lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ, ấy ấy một phát ba người. Sau đó chính là, dù sao thì, người nào đó họ Dương vẫn cảm thấy kỳ kỳ, trong lòng vừa phức tạp lại vừa thấy ngọt ngào thoang thoảng. Sự cố lần này hoàn toàn là một trò cười lớn. Người nào đó họ Dương cũng không có cách nào cả, hắn chỉ đang tự cứu mình và đi cứu người thôi. Bị trúng độc không phải ý muốn của hắn, càng không phải là chuyện mà hắn có thể khống chế, cả bốn người bọn họ đều bị trúng độc của M. Dương xà trong vô thức, không một ai nghĩ tới cả. Hơn nữa còn là độc giao hợp thâm nhập linh hồn, không tự cứu thì nguyên thần sẽ tự bốc cháy mà chết. Rõ ràng lão già chết tiệt có thể giải độc, nhưng ông lại không chịu giải độc. Theo cách nói của lão già thì là nếu có thể tự cứu thì ông sẽ không cứu, bởi vì đây là chuyện mà Dương Bách Xuyên có thể tự giải quyết, sao phải lãng phí thần hồn làm gì. Sau đó lão già lẩn mất luôn. Cuối cùng người nào đó họ Dương căn cứ vào nguyên tắc tự cứu mình và cứu người khác, đã quyết định cứu ba đại mỹ nữ. Điều khiến hắn cảm thấy lo lắng nhất là sau khi ba người phụ nữ tỉnh lại, hắn nên giải thích như thế nào đây? Mấu chốt là người ta phải tin mình cơ. Nhưng mà sau khi bốn người lần lượt tỉnh lại, chuyện khiến người nào đó họ Dương lo lắng nhất vẫn xảy ra. Nhớ lại hình ảnh vừa rồi trong đầu, người nào đó họ Dương cảm thấy vô cùng oan ức. Hắn từ từ tỉnh lại, nằm giữa một đống phụ nữ, trái phải đều là cơ thể trắng trơn mềm như bông, hương thơm ngào ngạt, trong lúc nhất thời hắn cảm giác cuộc sống thần tiên cũng chỉ có vậy mà thôi. Nhưng mà ngay sau đó là một tiếng hét với âm lượng cao ngất, a. Người mở mắt ra trước là Diệp Vô Tâm đang nằm ở bên trái. Vừa mở mắt chợt thấy mình bị người nào đó họ Dương ôm vào trong lòng, hơn nữa một bàn tay của hắn còn đang nắn bóp nơi nào đó của nàng nữa. Diệp Vô Tâm vừa tỉnh táo lại, trong tầm mắt là hình ảnh một người đàn ông trần truồng và bản thân mình cũng đang trần truồng, lập tức hét lên một tiếng. Chát, đê tiện. Diệp Vô Tâm giơ tay tát thẳng một phát vào mặt người nào đó họ Dương rồi sau đó lập tức đứng dậy như chim sợ cành cong, nhưng sau khi rời khỏi lồng ngực của Dương Bách Xuyên, Diệp Vô Tâm lại trông thấy hai đại mỹ nhân khác cũng đang trần truồng nằm đó nữa, một người nằm sau lưng nàng là Ngô Mặc Thu, người còn lại đang nằm bên phải người nào đó họ Dương là Hạ Thiền. Ngươi, bốp, Diệp Vô Tâm giận tới mặt đỏ tim đập, lại giáng cho người nào đó họ Dương còn chưa kịp lên tiếng giải thích một đòn nữa. A, người nào đó họ Dương chỉ có thể kêu thảm thiết. Lần này động tĩnh giữa hai người cũng khiến Ngô Mặc Thu và Hạ Thiền tỉnh lại. Hạ Thiền không phản ứng lớn giống Diệp Vô Tâm, không nói một lời mà chỉ lạnh lùng liếc nhìn Dương Bách Xuyên rồi xoay người mặc quần áo vào. Nhưng Hạ Thiền không nói một lời như vậy lại khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy sởn gai ốc hơn. Chỉ có Ngô Mặc Thu là tốt nhất, ánh mắt lúc nhìn về phía Dương Bách Xuyên còn hiện lên sự vui sướng. Khác cái là sắc mặt của nàng lại đỏ đến bất ngờ. Sau đó bốn người mặc quần áo xong xuôi. Người nào đó họ Dương cũng bắt đầu giải thích, là độc của M. Dương xà, không phải hắn cố ý. Chuyện chính là như vậy, thi thể của con súc sinh kia vẫn còn ở cửa đông, cuối cùng ý thức của ta cũng hỗn loạn, không phải là cố ý. Người nào đó họ Dương xoa nhẹ má trái đến giờ vẫn còn nóng bỏng và đau rát. Trong lòng thầm mắng Diệp nữ ma đầu ra tay thật tàn nhẫn,
Cả ba người phụ nữ đều hiểu cả, sau khi bình tĩnh lại, bọn họ cũng biết được trước đó đã xảy ra chuyện gì. Nhớ lại lúc vừa tiến vào cũng cảm thấy trong không khí có gì đó là lạ, hơn nữa trước đó quả thật nguyên thần của các nàng cũng từng có hiện tượng lạ, biết được người nào đó họ Dương không hề nói dối. Mà nói thật thì người nào đó họ Dương làm vậy chỉ để cứu ba người bọn họ thôi. Nhưng nghĩ lại, chuyện này quá hoang đường, nhưng lại không thể trách hắn được. Trong ba người phụ nữ thì chỉ có Ngô Mặc Thu là không trách Dương Bách Xuyên, nàng đỏ mặt nói ta không trách tiên sinh, cảm ơn tiên sinh. Dương Bách Xuyên lập tức cảm thấy thoải mái, hơi mỉm cười nhìn Ngô Mặc Thu, vẫn là Thu Nhi hiểu ta. Hừ, Diệp Vô Tâm hừ lạnh một tiếng. Lúc này Hạ Thiền vẫn luôn cúi đầu đứng dậy bước ra ngoài sơn động, nói cảm. Cảm ơn sư đệ đã cứu giúp, ta đây đi trước. Nói xong, Hạ Thiền cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi sơn động. Sư tỷ, Dương Bách Xuyên kêu to một tiếng, nhưng Hạ Thiền không hề quay đầu lại mà trực tiếp rời đi. Hắn thầm thở dài trong lòng, nghĩ tới việc nàng có nói một câu cảm ơn sư đệ đã cứu giúp, cũng hiểu rằng trong lòng Hạ Thiền có trở ngại, có lẽ nàng không thể tiếp thu được loại quan hệ đạo lữ giống như vậy, nên nàng mới nói một câu cảm ơn sư đệ đã cứu giúp, định tính chuyện này vào ơn cứu mạng, cũng thể hiện rõ là nàng không muốn có gút mắc gì cả. Dương Bách Xuyên thầm thở dài một tiếng, thôi mọi chuyện cứ tùy duyên đi. Dù sao chuyện lần này chỉ là trùng hợp, không phải hắn cố ý làm vậy. Quay người lại nhìn về phía Diệp Vô Tâm nói, ngươi cũng muốn đi à? Diệp Vô Tâm trợn trừng hai mắt nói, tưởng bở, định ăn sạch sẽ xong không muốn nhận nợ à? Nói cho ngươi biết đừng có mà mơ, ngươi phải chịu trách nhiệm với bà đây, không thì ta sẽ khiến ngươi phải ăn đủ luôn, hừ. Nghe Diệp Vô Tâm mắng vậy, cuối cùng trong lòng Dương Bách Xuyên cũng thoải mái hơn một chút, nói gì thì nói, mặc kệ chuyện này lần có phải là trùng hợp hay không. Việc hắn đã ngủ với ba người phụ nữ cùng một lúc lại là sự thật, hơn nữa trong lòng người nào đó họ Dương lại khá truyền thống, hoặc cũng có thể nói hắn là một người bá đạo từ trong xương, đặc biệt là ở phương diện phụ nữ, cực kỳ bá đạo. Trong thâm tâm hắn đã coi Diệp Vô Tâm, Hạ Thiền, Ngô Mặc Thu là người phụ nữ của mình. Nhưng suy nghĩ trong lòng lại quấy phá, hắn không muốn ép buộc bất cứ ai cả. Hạ Thiền đi rồi. Ít nhiều gì cũng khiến hắn cảm thấy hơi mất mát. Nghe thấy lời mắng mỏ này của Diệp Vô Tâm, tâm trạng của hắn lại trở nên tốt hơn, ít nhất Diệp Vô Tâm sẽ không rời đi, còn về phần Ngô Mặc Thu thì lại càng không. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên, Ngô Mặc Thu vẫn luôn là một người phụ nữ ngoan ngoãn. Nhìn Diệp Vô Tâm khẽ nhếch miệng nhỏ lên, trong đầu của người nào đó họ Dương bất giác hiện lên hình ảnh lúc trước, trong lòng chợt động. Bỗng nhiên hôn lên cái miệng nhỏ của nàng. Diệp Vô Tâm lập tức cứng đờ cả người, sụp đổ phòng tuyến. Một phút sau nàng hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay của người nào đó họ Dương. Lúc này Dương Bách Xuyên mới cười ha ha buông nàng ra, nói, từ hôm nay trở đi, chỉ cần nàng không phiền chán ta, ta hứa với nàng, sẽ không rời bỏ, thế sự xoay vần, cuối đường đại đạo, nàng cũng là người phụ nữ của Dương Bách Xuyên ta. Vốn dĩ cơ thể của Diệp Vô Tâm đang nhũn ra, nghe thấy lời thổ lộ bá đạo không e dè của người nào đó họ Dương, đầu nàng đột nhiên trở nên trống rỗng, lập tức chui vào trong lòng ngực hắn. Tu chân giả không phải là phàm nhân, tuy nói ít nhưng mỗi câu hắn thốt ra đều có đại đạo chứng giám, chân thật hơn cả vàng ròng bạc trắng. Từ trăm năm trước Diệp Vô Tâm đã mong chờ mấy lời này, hôm nay cuối cùng cũng nghe thấy được đáp án mà mình muốn, nàng cảm động vô cùng. Chuyển từ dáng vẻ nữ ma đầu một giây trước thành chim nhỏ nép vào người như hiện tại, trái tim tan chảy hết cả. Người nào đó họ Dương cười ha ha một tiếng, giơ tay kéo Ngô Mặc Thu đang quay mặt đi ở bên cạnh vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn nàng nói, Thu Nhi, mấy năm qua vất vả cho nàng rồi, trước kia đều là ta không tốt, nhưng ta hứa với nàng, nàng sẽ mãi là bóng hình ở bên cạnh ta, sống chết không rời, nàng có bằng lòng không? Đối với cô nhóc Ngô Mặc Thu trước giờ vẫn luôn chịu thương chịu khó này, quả thật trong lòng Dương Bách Xuyên cảm thấy cực kỳ hổ thẹn, năm đó sau khi nàng tu thành chân linh chi thân, chủ động tìm tới phòng hắn, nhưng lần đó hắn lại từ chối nàng. Chỉ bởi vì hắn cho rằng Ngô Mặc Thu là quỷ tu, thói ở sạch trong lòng quấy phá, cảm thấy ấy ấy với một nữ quỷ là chuyện không thể. Nhưng mà sau khi bộ thanh mai luyện hóa cột em mờ sát, bước lên con đường quỷ tu,
Lần đó song tu với bộ Thanh Mai xong, hắn trải nghiệm được sự tuyệt diệu trong việc song tu với quỷ tu, mới biết được thật ra chân linh chi thân của quỷ tu không khác gì người bình thường. Vì vậy hắn đã đánh vỡ phòng tuyến trong lòng, đụ quỷ. Lúc này việc chấp nhận Ngô Mặc Thu cũng trở thành chuyện đương nhiên. Nghĩ lại ngày trước hắn từ chối Ngô Mặc Thu, có lẽ đã gây ra tổn thương rất lớn cho nàng. Suy cho cùng, tuy Ngô Mặc Thu là quỷ tu nhưng nàng lại là một người phụ nữ, lần đó nàng đã phải lấy ra bao nhiêu dũng khí để tìm đến phòng của mình chứ. Người nào đó họ Dương cũng biết rằng mình đã làm tổn thương cô nhóc Thu Nhi. Cũng may lần này bọn họ bị trúng độc, sập bẫy của M. Dương Xà, cũng coi như là nhờ họa được phúc, hắn thu hoạch được ba người phụ nữ, chuẩn xác mà nói là có được trái tim của hai người phụ nữ, hiểu được hai mối bận tâm trong lòng mình. Bất kể là Diệp Vô Tâm hay là Ngô Mặc Thu, qua nhiều năm như vậy, nói Dương Bách Xuyên không có cảm giác với các nàng chính là đang nói dối, trái lại trong lòng hắn cực kỳ để ý tới các nàng. Hôm nay được như ý nguyện, người nào đó họ Dương cũng bày tỏ nỗi lòng với các nàng. Về mặt tình cảm, hắn vừa hàm xúc lại vừa bá đạo, chính là như thế đó. Mà Ngô Mặc Thu nghe thấy lời này của Dương Bách Xuyên, một giọt nước mắt màu xanh lam chảy ra từ đôi mắt của nàng, đó là nước mắt của quỷ tu, nàng mỉm cười gật đầu, Thu Nhi bằng lòng trở thành cái bóng cho tiên sinh đời đời kiếp kiếp. Giờ khắc này Diệp Vô Tâm cũng hoàn hồn lại, thật ra nàng rất hâm mộ Ngô Mặc Thu. Dương Bách Xuyên đồng ý để Ngô Mặc Thu làm bóng hình bên cạnh mình, sống chết không rời, cũng có nghĩa là bất cứ lúc nào, bất kể hắn có đi đâu thì Ngô Mặc Thu đều có thể đi theo bên cạnh Dương Bách Xuyên. Diệp Vô Tâm thở dài trong lòng, đáng tiếc ta không phải là quỷ tu, không có thiên phú ẩn thân giống như Thu Nhi, có thể ở bên cạnh hắn không rời nửa bước. Tâm trạng của Dương Bách Xuyên rất tốt, đi thôi, chúng ta cũng nên đi ra ngoài thôi. Có lẽ đám hầu đậu đậu ở bên ngoài đã thăng cấp rồi ấy chứ. Ngay sau đó ba người bước ra khỏi sơn động, sau chuyến đi tới bí cảnh thao thiết lần này, người nào đó họ Dương đã trở thành người chiến thắng. Dù sao thì mảnh nhỏ thiên trảm đều bị Bình Càn Khôn hấp thu cả rồi, nơi này cũng không còn mảnh nhỏ thiên trảm nữa, vì vậy đã đến lúc phải rời đi rồi. Đại điện cổ trong bí cảnh thao thiết sụp đổ, rất nhiều người bị truyền tống đến huyết trì, suýt chút nữa bị hung thú thao thiết cắn nuốt huyết nhục. Nhưng dù như vậy, rất nhiều người đã chết. Bởi vì sau khi Dương Bách Xuyên chém giết hung thú chín đầu, tất cả người sống sót đều đã rời đi bí cảnh, dù sao đến bây giờ vẫn chưa gặp được mảnh vỡ thiên trảm, nhưng một ít người có được tiên bảo trên người, kiếm được linh dược ở trong bí cảnh. Tóm lại đã rời đi gần hết, bởi vì thời gian mở ra của bí cảnh có hạn, sau một năm nếu không rời đi sẽ không ra được, phải đợi đợt tiếp theo mới có thể đi ra ngoài. Dương Bách Xuyên mang theo Ngô Mặc Thu và Diệp Vô Tâm đi đến cửa truyền tống. Lần thứ hai mở mắt ra, đã về đến cửa động trên đỉnh núi. Nhưng vừa ra ngoài hắn phát hiện rất nhiều người hội tụ trên đỉnh núi. Chính xác hơn yêu tộc nhân tộc đều có. Nhìn lại lần nữa, có cả bốn thế lực lớn, lần lượt là ngân tộc, yêu tộc trên lục địa đất hoang, yêu tộc loài chim bay đất hoang, tộc hải yêu. Chia thành bốn chủng tộc lớn. Hơn nữa giữa sân có không ít người, mỗi bên đều có vài tu sĩ có hơi thở cường đại. Bên nhân tộc, trong sáu thiên tài bên nhân tộc còn sống chỉ có huynh đệ Song Sinh Thạch Sơn Thạch Thủy của Song Thiên Môn, lúc này huynh đệ bọn họ đang đứng bên cạnh hai lão giả hoa giáp, hai lão giả này nhìn qua cũng rất giống nhau. Vết thương trên người hai huynh đệ bọn họ cũng đã được trị hết. Diệp Vô Tâm giải thích cho Dương Bách Xuyên, các lão quái vật của sáu thế lực siêu nhiên đều rời núi, xem ra là đến hái quả đào, đáng tiếc bên trong bí cảnh thao thiết không có mảnh vỡ thiên trảm. Đúng rồi, người đứng bên cạnh hai huynh đệ Thạch Sơn Thạch Thủy chính là hai lão tổ Thiên Cương Địa Sát của Song Thiên Môn, tu vi sâu không lường được, ta từng gặp qua một lần lúc đi cùng lão tổ tông đến Song Thiên Môn. Phụ nhân quyến rũ bên cạnh Hạ Tỷ Tỷ chính là cung chủ của Băng Tuyết Thần Cung, những người bên Vân Vũ Linh kia thì ta chưa từng gặp, có lẽ đó là lão quái vật của Vân Vũ Linh. Bên kia là người của núi Thần Binh, lão tổ nhà ta cũng đến, người đứng giữa cầm đầu là người của Bổ Thiên Cung. Theo lời giới thiệu của Diệp Vô Tâm về sáu thế lực siêu nhiên, Dương Bách Xuyên cũng dần hiểu biết hơn về sáu thế lực này, những người kia đều là lão quái vậy đứng đầu một tông môn, có lẽ cũng là những cường giả đứng đầu Sơn Hải giới. Từ hơi thở,
hắn cảm nhận được tu vi của bọn họ đều đạt đến phân thân hậu kỳ, điều này có hơi vượt qua suy đoán của Dương Bách Xuyên, không ngờ đột nhiên lại nhảy ra nhiều phân thần cảnh hậu kỳ như vậy. Ta đi qua đó chào hỏi lão tổ tông trước, Diệp Vô Tâm nói. Được, người đi đi. Dương Bách Xuyên gật đầu, lão tổ tông của Diệp ra đến, Diệp Vô Tâm đi chào hỏi là lẽ đương nhiên. Bên kia, Hầu Đậu Đậu cũng đứng bên cạnh một lão viên hầu lông màu xám, lão viên hầu nhìn qua là một lão ông sắp chết thẳng cẳng bất cứ lúc nào, lúc Dương Bách Xuyên nhìn qua, lão viên hầu như cảm nhận được, đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn Dương Bách Xuyên. Chỉ thấy trong đôi mắt phần đục của lão viên hầu hiện lên hai tia sáng, ngay sau đó sâu thẳm như biển rộng, có thể cắn nuốt thần hồn, làm Dương Bách Xuyên kinh sợ trong lòng. Cao thủ tuyệt đối. Dương Bách Xuyên nói thầm trong lòng. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, Dương Bách Xuyên thấy được biển sao trời mênh mông từ trong ánh mắt của lão viên hầu, vô cùng khủng bố. Ngoại trừ lão viên hầu, còn có mấy lão yêu quái hóa thành hình người, đều là hạng người bất phàm yêu khí tận trời, thực lực bên yêu tộc cũng không yếu. Bên còn lại là bên loài chim bay, do một người phụ nữ trung niên cầm đầu, chỉ liếc mắt một cái Dương Bách Xuyên đã nhận ra. Mỹ phụ này chính là lão chim sẻ ở thành Yêu Quang khi hắn đại náo thành năm đó. Lúc này hơi thở của lão chim sẻ đã là phân thần cảnh trung kỳ, nhìn qua yếu hơn so với các bên khác, nhưng loài chim bay yêu tu thắng ở nhiều người. Phía sau lão chim sẻ có mấy chục lão chim yêu có hơi thở ngang nhau, thực lực tổng thể không thể khinh thường. Cuối cùng là tộc hải yêu, nhìn qua tương đối phức tạp. Đứng bên cạnh tiểu rùa đen và Long Kiều Nam là một người đàn ông trung niên, yêu khí vô cùng cường đại, trên trán có một đôi sừng hươu, có lẽ là Long Quy, hoặc nói đúng hơn là tộc nhân của tiểu rùa đen. Phía sau là một lão giả mặc quần áo màu đen, vẻ mặt hung ác, trên trán mọc lên một cặp sừng, hay nói cách khác là thịt cầu. Dương Bách Xuyên cảm nhận được hơi thở của Giao Long Thái Tử từ trên người lão giả đó, không cần hỏi cũng biết ông là Giao Long. Tiếp theo là một người trung niên mặc khôi giáp và một phụ nữ trung niên mập mạp, Dương Bách Xuyên cảm nhận được hơi thở của Trương Ngư công chúa và Bạch Sa tướng quân từ trên người bọn họ, hiển nhiên đó là những kẻ cầm đầu của tộc Hải Yêu. Dương Bách Xuyên không biết mấy tộc lớn này xuất hiện ở bí cảnh Thảo Thiết để làm gì, nhưng cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra. Không khí trong sân có chút khẩn trương, cũng may chưa đến mức xông vào đánh nhau. Lúc này Hầu Đậu Đậu hô lên, đại ca. Hầu Đậu Đậu kêu to, Dương Bách Xuyên đi qua. Đại ca, giới thiệu cho huynh, vị này chính là trưởng lão tộc Viên Hầu. Hầu Đậu Đậu nhìn qua kiêu ngạo khó thuần, nhưng khi giới thiệu vị này cho Dương Bách Xuyên, bộ dáng vẫn rất tôn kính. Dương Bách Xuyên hành lễ với lão Viên Hầu, hắn biết lão Viên Hầu chính là người đã phong ấn độc cóc tinh trong cơ thể Hầu Đậu Đậu, nhưng dựa theo lời của Hầu Đậu Đậu, vì áp chế độc cóc tinh cho nó đã hao phí tu vi ngàn năm. Nhưng bây giờ nhìn qua vị lão viên hầu này vẫn sâu không lường được, nhưng kỳ lạ là, Dương Bách Xuyên không nhìn ra được tu vi của ông ta, có lẽ đã dùng bí pháp gì đó để che giấu tu vi. Bất kể thế nào lão viên hầu cũng có ân với Hầu Đậu Đậu, Dương Bách Xuyên cung kính hành lễ, vãn bối Dương Bách Xuyên gặp mặt viên hầu tiền bối, cảm ơn tiền bối đã chăm sóc cho Đậu Đậu. Lão viên hầu nhìn Dương Bách Xuyên, đáp lễ, đạp hữu không cần khách khí, điện hạ chính là hy vọng của tộc ta. Cũng là hy vọng của yêu tộc, làm chút việc cho hắn là bổn phận của lão hủ, nhưng thật ra đạo hữu không tầm thường. Hai người nói khách khí một lúc, Bạch Khởi và Hầu Đậu Đậu giới thiệu cho Dương Bách Xuyên vài vị lão yêu quái khác, có lẽ là vì Hầu Đậu Đậu, thái độ của yêu tộc đất hoang đối với Dương Bách Xuyên còn không tệ. Hoặc là bọn họ đã nghe qua sự tích Dương Bách Xuyên chém giết hung thú chín đầu nên tôn kính thực lực của Dương Bách Xuyên. Lúc sau Long Kiều Nam và Tiểu Rùa Đen chủ động đi lên chào hỏi Dương Bách Xuyên, dẫn phụ vương của bọn họ đến, tộc trưởng Long Quy, Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên đã biết về Dương Bách Xuyên từ lâu qua lời kể của huynh muội Long Kiều Nam, nữ nhi Long Kiều Nam đánh giá rất cao Dương Bách Xuyên, cũng xem như ân nhân cứu mạng của Tiểu Rùa Đen, nên cũng không sơ ý, biểu đạt lòng biết ơn với Dương Bách Xuyên. Nhưng ba vị hải yêu khác lại không dễ gần như vậy. Bọn họ đã biết ba nhà bọn họ liên hợp với Quan Thiên Ngạo của Bổ Thiên Cung để đối phó với Dương Bách Xuyên, mặc dù cuối cùng hậu bối ba nhà bọn họ không chết ở trong tay Dương Bách Xuyên, mà là bị Quan Thiên Ngạo luyện hóa, nhưng cũng không có bất cứ cảm giác tốt đẹp gì với Dương Bách Xuyên. Thậm chí Dương Bách Xuyên có cảm giác nếu không phải giữa sân có nhiều người,
ba hải yêu này sẽ xông lên ra tay giết chết chính mình. Dương Bách Xuyên rất khó chịu với điều này, còn mẹ nó, ba nhà các người xuống tay sau lưng ta còn chưa so đo, các ngươi lại khó chịu trước, chọc ta nóng nảy ra xử lý hết các ngươi. Đang lúc nói thầm trong lòng, Chim Thanh Uyên đi đến mời Dương Bách Xuyên. Sau khi Dương Bách Xuyên đi theo Chim Thanh Uyên đến gặp lão chim sử, lại lần nữa chứng thực tiểu phượng hoàng và chồn nhỏ bị hóa thê lượng bắt đi. Bọn họ muốn đi thiên trảm để tìm hóa thê lượng, đòi lại tiểu phượng hoàng và chồn nhỏ. Trong lúc Dương Bách Xuyên và lão chim sẻ đang nói về lúc ở thành yêu quanh năm đó, Diệp Vô Tâm gọi hắn đi qua. Hiện tại Diệp Vô Tâm là nữ nhân của hắn, có lẽ hắn cũng nên đi gặp mặt lão tổ Diệp gia. Đi đến bên nhân tộc, Dương Bách Xuyên còn chưa kịp chào hỏi lão tổ Diệp gia, một lão giả bên thần binh đi ra, căm tức nhìn Dương Bách Xuyên, trầm giọng nói, tiểu bối, trên người của ngươi có hơi thở bùa hộ mệnh của đệ tử Lâu Mãn núi Thần Sơn ta, nói ta, Lâu Mãn bị ngươi giết có phải hay không? Nói xong, lão giả này không hề che giấu, phóng uy áp lên trên người Dương Bách Xuyên, trong ánh mắt không hề che giấu sát ý, bao phủ lên Dương Bách Xuyên. Lần này Dương Bách Xuyên có chút tức giận, nheo mắt lại gần từng chữ, là ta giết. Quang Minh Chính Đại thừa nhận. Lúc này Dương Bách Xuyên không hề cố kỵ, mặc dù tu vi của đối phương là phân thần cảnh hậu kỳ thì sao chứ? Hiện tại Dương Bách Xuyên có thực lực đối kháng với phân thần hậu kỳ, chỉ cần không phải đại viên mãn, hắn sẽ sợ sao? Có khí thế chi tâm được sư phụ truyền thụ, uy lực của kiếm kỹ không những có thể chém giết phân thần cảnh hậu kỳ, ngay cả đại viên mãn hắn cũng có thể đánh một trận. Huyết nhục của Thao Thiết biến thành hung thú có thể sánh ngang với phân thần cảnh trung kỳ, một kiếm của hắn có thể giết chết 3-4 đầu, không lẽ còn sợ một phân thần cảnh hậu kỳ. Lâu Nhất Trầm thấy Dương Bách Xuyên trả lời dứt khoát như vậy thì ngẩn người, Lâu Mãn là đồ đệ của lão ta, sau khi lệnh bài bản mệnh bị vỡ nát thì liền biết Lâu Mãn đã bỏ mạng. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị, tiến vào trong bí cảnh Thao Thiết thì mất mạng cũng rất bình thường, bởi vì chẳng một ai biết rõ bên trong sẽ gặp phải những thứ gì. Yêu thú cường đại hay là điều kiện khắc nghiệt đều có thể bỏ mạng. Sau khi biết được đồ đệ của mình đã chết, trong lòng Lâu Nhất Trầm ít nhiều gì cũng có chút không thoải mái, mãi cho đến khi Dương Bách Xuyên đi tới, không ngờ lại ngửi được khí tức tiên phù mà mình ban tặng cho đệ tử, tâm trạng vốn dĩ đã khó chịu, lão buột miệng hỏi một câu. Tất nhiên là không thể dựa vào khí tức tiên phù mà khẳng định Dương Bách Xuyên giết chết đệ tử Lâu Mãn, cũng không tránh khỏi đệ tử của lão bị hung thú giết chết. Sau đó Dương Bách Xuyên đoạt được tiên phù. Rất nhiều yếu tố, không thể nói Dương Bách Xuyên giết chết Lâu Mãn bởi vì khí tức tiên phù được. Thế nên vì tâm trạng khó chịu nên lão mới hỏi có phải Dương Bách Xuyên đã giết chết Lâu Mãn không? Lão ta từng gặp người kiêu ngạo, nhưng chưa từng gặp ai phách lối như Dương Bách Xuyên cả. Sau khi lấy lại tinh thần, Lâu Nhất Trầm đột nhiên vung tay lên, đánh một chưởng thật mạnh về phía Dương Bách Xuyên đang đứng cách đó 6 mét. Lúc này, Lâu Nhất Trầm không chỉ muốn báo thù cho đệ tử, lão ta còn muốn trừng phạt những kẻ dám thách thức quyền uy của mình. Núi Thần Binh là đại tông môn cổ xưa, vượt xa so với những tông môn thông thường, thế lực đứng số một sơn hải giới, sánh ngang với Bổ Thiên Cung. Lâu Nhất Trầm xuất thân từ núi Thần Binh, còn là trưởng lão thủ hộ cho giáo phái, sự tồn tại của lão giống như thần tiên, nói tới tu vi, lão ta hiện đang là phân thần hậu kỳ, thực lực thuộc hàng đứng đầu ở sơn hải giới. Ở sơn hải giới, những cường giả có tu vi phân thần hậu kỳ giống như đỉnh kim tự tháp. Một nhân vật tuyệt thế như Lâu Nhất Trầm, đã bao giờ bị hạng tiểu bối châm chọc. Hơn nữa, từ ánh mắt của Dương Bách Xuyên, Lâu Nhất Trầm có thể nhìn thấy sự khinh rẻ trần trụi. Đây là điều mà lão ta không thể nào tha thứ, nếu tiểu tử này đã muốn chết, vậy thì thành toàn cho hắn ta. Một phân thần sơ kỳ còn con đứng trước mặt cường giả phân thần lâu đời như lão chẳng khác nào một con kiến hôi. Giết chết thì có sao? Nhìn thấy Lâu Nhất Mãn đánh một chưởng về phía này, ánh mắt Dương Bách Xuyên nổi lên sát ý, hắn híp mắt, thủ cốt bên tay phải sáng lên, chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay lúc này, một tiếng chửi bới vang lên, Lâu Nhất Trầm, người đúng là đồ không biết xấu hổ, ỷ mình giả ăn hiếp người trẻ sao? Dứt lời, một ánh sáng màu giống như cầu vồng đánh lại chưởng của Lâu Nhất Trầm. Ầm ầm. Sau tiếng nổ vang, cự trưởng của Lâu Nhất Trầm bị đám mây màu kia đánh cho tan thành mây khói.
Dương Bách Xuyên nghe tiếng nói đang bất bình thay cho hắn là giọng của một đứa trẻ, dường như có chút quen thuộc, nhưng nhất thời hắn không nghĩ ra được là ai. Lần theo âm thanh, thì ra là một cô bé với hai bím tóc đuôi ngựa xuất hiện giữa sân, bộ dạng khoảng chừng 8-9 tuổi, trên người mặc một chiếc váy lụa màu đỏ, gương mặt trắng nõn y như một búp bê sứ, trong tay cầm một viên linh quả mùi thơm ngào ngạt, há to miệng gặm một miếng. Nhảy từ Bổ Thiên Cung tới thẳng chỗ Dương Bách Xuyên. Nhìn thấy tiểu cô nương chừng 8-9 tuổi này, trong đầu Dương Bách Xuyên lập tức nhớ tới một chuyện. Chuyện này đã xảy ra từ hơn 100 năm trước. Năm đó, khi tìm được chồn nhỏ ở núi La Phù, hắn và Diệp Vô Tâm đi cùng nhau, sau khi bị yêu vương Tiểu Bạch phá vỡ phi hành huyền của Thương hội Thiên Diệp, hai người đã đi bộ gấp rút lên đường. Tối hôm đó, hai người cắm trại trên núi, hắn nướng thịt, kết quả lại thu hút một tiểu cô nương chừng 8-9 tuổi. Chính là cô bé đang ở trước mặt hắn ngay lúc này. Nhưng Dương Bách Xuyên nhớ rất rõ, bé gái chỉ ngửi mùi thơm với vẻ mặt say mê nhưng lại không ăn. Dương Bách Xuyên hỏi sao không ăn thì cô bé chỉ cười mà không trả lời, trước khi đi còn nói cho hắn biết, cô bé tên là Đường Đường, đến từ Bổ Thiên Cung, Đường Đường để lại trên mi tâm Dương Bách Xuyên vị trí của Bổ Thiên Cung, bảo Dương Bách Xuyên đến Bổ Thiên Cung tìm cô bé chơi, tiện thể nướng thịt cho cô bé. Lúc đó, sư phụ Vân Thiên Tà đã nói cho hắn, tiểu cô nương kia xuất nguyên thần du ngoạn, hơn nữa còn là trích tiên chuyển kiếp. Cái gọi là trích tiên chuyển kiếp, thật ra là tán tiên chuyển kiếp. Tiểu cô nương năm đó đã có thể xuất nguyên thần du ngoạn, tu vi đạt tới cảnh giới xuất khiếu, Dương Bách Xuyên được biết tu vi của trích tiên chuyển kiếp tăng rất nhanh. Hiện tại đã qua 100 năm, tiểu cô nương vẫn mang bộ dáng của đứa trẻ 8-9 tuổi. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy người thật, hơn 100 năm trước chỉ là một cô bé có nguyên thần cường đại. Bây giờ, cô bé dường như còn mạnh hơn. Quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và Trích Tiên Đường Đường chỉ là năm đó hắn mời cô bé ăn thịt nướng, không ngờ hôm nay cô bé xuất hiện, còn giúp đỡ hắn. Đại ca ca còn nhớ Đường Đường không? Tiểu cô nương nở nụ cười ngọt ngào, Đường Đường đi đến trước mặt Dương Bách Xuyên hỏi. À, nhớ, nhớ chứ. Dương Bách Xuyên gật đầu, trải qua 100 năm nhưng hắn vẫn không thể nhìn thấu tiểu Trích Tiên Đường Đường, nghe thấy cô bé hỏi, Dương Bách Xuyên vội vàng gật đầu. Cho dù như thế nào thì hắn cũng rất vui khi gặp Đường Đường, huống chi cô bé còn giải vây cho hắn. Thấy Dương Bách Xuyên nói nhớ mình, tiểu Trích Tiên Đường Đường cười vui vẻ, giống hệt như một đứa trẻ, cô bé nhếch cái miệng nhỏ nhắn nói, ta đã đợi huynh 180 năm, đợi huynh tới Bổ Thiên Cung nướng thịt ăn, nhưng mãi mà huynh không tới. Khụ khụ, ta hơi bận. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ, đúng là mê ăn, ở nơi như thế này mà mở miệng là chỉ nhớ tới ăn. Tiểu Trích Tiên Đường Đường vừa xuất hiện đã khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ. Dương Bách Xuyên có thể nhìn ra, mấy lão già ở đây, không một ai là không kiêng dè cô bé. Giống như bọn họ đều biết tới vị Tiểu Trích Tiên này. Nhất là Lâu Nhất Trầm, bị Tiểu Trích Tiên Đường Đường làm cho mất mặt. Gương mặt lão ta tím xanh nhưng không dám tức giận, ngay cả giấm cũng không dám thả. Trong lòng Lâu Nhất Trầm đúng là tức muốn ói máu, nghe nói vị tiểu Trích Tiên của Bổ Thiên Cung là người của thượng giới, sau khi chuyển sinh thì được Bổ Thiên Cung tìm được rồi đón về, nghe đồn đây là một vị lão tổ của Bổ Thiên Cung chuyển kiếp, địa vị vai vế ở Bổ Thiên Cung rất cách biệt. Tu vi càng thông thiên hơn, thủ đoạn nhiều vô kể, không một ai dám trêu chọc tới. Lúc không có ai thì vị kia còn có danh hiệu là tiểu tổ tông vô pháp vô thiên. Sở dĩ, Lâu Nhất Trầm kiêng kỵ bởi vì vị tiểu tổ tông này đã từng tới thăm núi thần binh của bọn họ, đại trận thủ hộ thần binh đối với nàng là vô dụng, đánh nhau cũng chưa từng thua ai. Thiếu chút nữa, núi thần binh đã bị hủy diệt, cho dù là như vậy nhưng từ trên xuống dưới thần binh bọn họ vẫn phải cười xòa, mặc cho nàng dạo chơi, bản thân họ đánh không lại mà cũng không dám đánh. Một khi ra tay với nàng chính là đồng nghĩa với việc chọc giận lão quái của Bổ Thiên Cung. Không chỉ như thế, những thế lực khác cũng bị vị Trích Tiên của Bổ Thiên Cung này gây họa, chính là vì tìm đồ ăn ngon, cái gì mà linh quả, linh tử, chỉ cần là đồ ngon thì nàng đều không bỏ qua, nhất định tìm thấy. Vì thế, Lâu Nhất Trầm mới không dám lên tiếng, lão ta không ngờ Dương Bách Xuyên lại quen biết với vị tiểu tổ tông của Bổ Thiên Cung, hơn nữa xem ra quan hệ không tệ. Vừa lên tiếng đã gọi là đại ca ca, trông rất thân thiết. Lâu Nhất Trầm biết vị này là tiểu Trích Tiên,
ngay cả thái thượng trưởng lão của Bổ Thiên Cung cũng không thân thiết được với nàng, muốn nhổ râu thì nhổ râu, muốn phớt lờ thì phớt lờ. Bên kia, sau khi cung chủ hiện tại của Bổ Thiên Cung Quan Vân Phong, sau khi thấy rõ đứa trẻ xuất hiện giữa cuộc chiến, lão ta thấy ê cả răng, biết vị tiểu tổ tông này xuất quỷ nhập thần, nàng muốn làm gì cũng không ngăn cản được, không cần hỏi cũng biết, nhất định là lén lút đi theo. Cho dù thế nào thì Quan Vân Phong cũng phải tiến lên chào hỏi, bởi vì tiểu tổ tông này là bảo bối của Bổ Thiên Cung. Quan Vân Phong bái kiến sư tổ, sao người lại tới đây? Quan Vân Phong tươi cười cung kính hành lễ với Đường Đường. Ta thích tới thì tới, tiểu phong tử ngươi quản hơi nhiều rồi đấy. Đường Đường cắn linh quả trong tay, ra vẻ người lớn nói. Dương Bách Xuyên nghe thấy vậy thì suýt nữa đã cười ra tiếng, rốt cuộc thì hắn cũng nhìn ra, vị tiểu ham ăn này, địa vị và thực lực của nàng ở Bổ Thiên Cung đều không hề tầm thường. Đường Đường là cung chủ của Bổ Thiên Cung mà còn bị nàng gọi là tiểu phong tử. Lâu Nhất Trầm cũng tức điên mà không dám nói gì, những lão già khác đều mang vẻ mặt kiêng dè phức tạp. Dạ, ta không dám quản chuyện của sư tổ, chỉ là, người lén lút ra ngoài, ta sợ đến khi đó thái thượng trưởng lão lại lo lắng, sư tổ, hay là người quay về đi, trở về ta sẽ mang đồ ăn ngon tới cho người. Quan Vân Phong dỗ nàng như một đứa trẻ, thật ra sau khi trích tiên chuyển thế, nếu không tu luyện thành tiên nhân thì sẽ không có được trí nhớ kiếp trước. Hơn nữa cũng rất dễ định hình tính cách, thế nên tâm tính của Đường Đường vẫn chỉ là trẻ con. Bớt lừa ta đi, ta tìm đại ca ca ăn thịt nướng. Đường Đường không khách khí nói. Quan Vân Phong buồn bực, lão quay đầu híp mắt nhìn về phía Dương Bách Xuyên, trong đầu đang nghĩ không biết Dương Bách Xuyên làm sao mà quen được tiểu tổ tông nhà mình, nhưng chắc chắn mục đích không đơn thuần, bởi vì toàn thân trích tiên chuyển kiếp đều mang theo truyền thừa. Quan Vân Phong nghĩ Dương Bách Xuyên muốn đoạt được thứ gì đó trên người tổ tông nhà mình. Thế nên lão ta mới nhìn Dương Bách Xuyên bằng ánh mắt không thân thiện. Mà ngay lúc này, Đường Đường đột nhiên nói ra một câu khiến cho Dương Bách Xuyên giật mình. Chỉ nghe tiểu trích tiên Đường Đường bất thình lình quay sang hỏi Dương Bách Xuyên, đại ca ca, sao trên người huynh lại có khí tức luyện thiên trận kỳ của ta thế? Gương mặt Dương Bách Xuyên cứng đờ. Hắn sợ nhất là người của Bổ Thiên Cung hỏi có phải hắn giết chết Quan Thiên Ngạo không? Chỉ cần là đệ tử tông môn thì đều có lệnh bài bản mạng, chỉ cần chết đi hoặc gặp nguy hiểm thì lệnh bài sẽ vỡ, người của Bổ Thiên Cung đương nhiên biết được Quan Thiên Ngạo đã chết. Nhưng mấu chốt là Quan Thiên Ngạo không phải chết trong tay hắn mà là chết do tàn hồn thao thiết, hắn ta bị tàn hồn luyện hóa mà chết. Đương nhiên, cho dù không có tàn hồn thao thiết thì Dương Bách Xuyên cũng sẽ giết chết Quan Thiên Ngạo. Nhưng mà tình hình hiện tại, cũng thật là khéo. Quan Thiên Ngạo không chết trong tay hắn, nhưng mà luyện thiên trận kỳ của Quan Thiên Ngạo lại trên người hắn, câu nói của tiểu trích tiên đã cho hắn một lượng tin tức, luyện thiên trận kỳ là đồ của nàng, khả năng là ban cho Quan Thiên Ngạo hoặc là cho Bổ Thiên Cung sử dụng. Cho dù là trường hợp nào thì luyện thiên trận kỳ trên người hắn đã bị tiểu trích tiên phát hiện, đây mới là trọng điểm. Nếu như vậy, thứ nhất là sẽ khiến cho người của Bổ Thiên Cung cho rằng Quan Thiên Ngạo chết trong tay hắn. Hắn giết người rồi quạt bảo vật của Quan Thiên Ngạo. Đây có vẻ là một câu hỏi khó giải thích. Nếu như không có tiểu trích tiên Đường Đường thì thôi đi, dù sao thì hắn cũng xem mấy người kia không ra gì. Nhưng mà tiểu trích tiên lại là trường hợp ngoại lệ, Dương Bách Xuyên căn bản không nhìn thấu được tiểu trích tiên, nếu như tiểu trích tiên trở mặt thì hắn cũng không chắc sẽ đánh thắng được. Nhìn tiểu trích tiên Đường Đường hỏi hắn bằng gương mặt vô cảm, Dương Bách Xuyên nhất thời cứng họng, hắn không biết Đường Đường là vô tình hay cố ý hỏi ra câu này. Đang tính toán có nên ăn ngay nói thật không? Còn chưa kịp lên tiếng thì cung chủ Bổ Thiên Cung Quan Vân Phong đang ở bên cạnh trầm mặc nói, Dương Bách Xuyên, có phải ngươi giết chết Quan Thiên Ngạo không? Ngươi vì trí bảo luyện thiên trận kỳ của Bổ Thiên Cung, nên mới giết chết con trai ta. Dương Bách Xuyên nghe xong liền buồn bực. Nhìn tiểu trích tiên ở bên cạnh rồi lại nhìn Quan Vân Phong, hắn biết mình không thể lảng tránh câu hỏi này. Nếu đã vậy thì cứ nói thật đi, cùng lắm thì đánh một trận, điều hắn kiêng kỵ nhất là tiểu trích tiên Đường Đường, nếu nàng thật sự dở mặt thì còn có sư phụ áp trận, đánh không lại tiểu trích tiên thì hắn vẫn có thể chạy. Ta chỉ có thể nói, Quan Thiên Ngạo liên hợp với Tam Đại Hải Yêu để giết ta, cuối cùng Quan Thiên Ngạo không địch lại, luyện thiên trận kỳ là do ta nhặt được. Còn cái chết của Quan Thiên Ngạo không liên quan gì tới ta, hắn bị tàn hồn của thao thiết luyện hóa cho đến chết.
Dương Bách Xuyên nói toàn bộ sự việc, tin hay không thì mặc kệ bọn họ. Tiểu Trích Tiên à một tiếng rồi gật đầu đáp, hóa ra là như vậy, không sao, nếu huynh đã nhặt được thì chứng tỏ huynh có duyên với luyện thiên trận kỳ, vậy thì cho huynh đấy. Sư tôn, không được, luyện thiên trận kỳ là một trong những chí bảo trấn phái của Bổ Thiên Cung ta, sao có thể cho tên tiểu tử này được, huống chi rõ ràng là hắn ta đang nói dối, nhất định là hắn đã giết chết con trai ta, sau đó cướp lấy luyện thiên trận kỳ, tàn hồn thao thiết chó má gì. Bí cảnh thao thiết đã tồn tại vô số năm, bản tọa chưa bao giờ nghe qua cái gì mà tàn hồn thao thiết, giết chết con trai ta không dám nhận còn muốn giá họa cho tàn hồn thao thiết, ai có thể chứng minh cho ngươi. Quan Vân Phong vội vàng nói, nếu như không phải có sư tổ đang đứng cạnh thì lão ta đã ra tay với Dương Bách Xuyên rồi. Tàn hồn thao thiết thì quả thật là chỉ có một mình ta gặp được, nhưng bên trong bí cảnh xuất hiện một ao máu sinh ra hóa thân chín đầu có ý thức của hung thú thao thiết. Những người tiến vào bí cảnh đều đã gặp nó, nếu như có máu thịt của thao thiết thì vì sao lại không thể có tàn hồn thao thiết? Dương Bách Xuyên hỏi ngược. Rất nhiều người sau khi nghe xong thì gật đầu, tỏ ý Dương Bách Xuyên nói không sai, hai huynh đệ song thai Thạch Sơn Thạch Thủy của song thiên môn đứng ra làm chứng cho Dương Bách Xuyên, mạng của hai người là do Dương Bách Xuyên cứu. Lúc này bọn họ bước ra lớn tiếng nói, Dương huynh nói không sai, quả thật là có hung thú thao thiết bằng xương bằng thịt. Có chín cái đầu, có hóa thân của hung thú thao thiết thì cũng sẽ có tàn hồn. Ta cũng có thể chứng minh, Diệp Vô Tâm nói. Còn có ta, Hầu Đậu Đậu nói, là Quan Thiên Ngạo không biết xấu hổ, hắn ta muốn dùng luyện thiên trần kỳ để giết đại ca ta, hơn nữa hắn ta còn giết tam đại hải yêu, cuối cùng không đánh lại đại ca ta nên bỏ chạy, luyện thiên trần kỳ là do huynh ấy nhặt được. Chúng ta cũng có thể làm chứng, Long Kiều Nam và Tiểu Ô Quy nói. Ta cũng làm chứng, Thanh Nguyên Điều cũng cất tiếng. Lúc này, Quan Vân Phong tái xanh mặt, con trai lão ta không thể chết một cách vô ích như vậy được, lão ta nhất định phải đoạt luyện thiên trận kỳ của Bổ Thiên Cung về, chắc chắn con trai lão Quan Thiên Ngạo là do Dương Bách Xuyên giết chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 82.